có chuyện gì không mà cha triệu tập về đây đông đủ quá vậy? Có cái gì thì vắng vợ anh được rồi. Đang thiếu tay tụi nó chờ quá trời luôn kìa. Tôi nghĩ á, chắc thằng Út sắp cưới vợ, cho nên cha mẹ mới kêu anh em mình về cho đủ thôi, rồi mới chia tài sản. À nè, nếu mà thật sự là như vậy á, à tôi xin miếng đất ngoài bờ sông nha. Vậy vậy mày biết xin quá ha. Miếng đất đó là của tao á. Mấy anh dành rồi mấy anh có làm không? Hay là một anh á, cúng vô sòng bài, còn một anh thì cúng vô mấy cái trường gà. Em làm, cho nên ruộng đất để cho em. Mày nín đi. Mày nha mày, mày tính làm cha không mày? Thôi, cha ra kìa. Mà láo. Thôi, 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 thôi. Nói chung là miếng đất đó là của anh. Dạ, cha mẹ. Dạ, thưa cha mẹ, con mới tới. Ba đứa bay làm sao đó? Lâu lâu không gặp thì thôi à. Sáp vô là cây à, sáp vô là cây. Mày mau á, thằng Út nó cưới vợ rồi, trong nhà rồi thêm một người nữa, rồi lúc đó cha cũng biết sao nữa. Cha ơi, cha lo bây giờ gia đình mình đông đúc, rồi mắc công gây lộn gây lạo tranh giành tài sản chứ gì. Có gì đâu, cha mẹ cứ chia tài sản cho tụi con đi, rồi anh em tụi con tự ở riêng, rồi khỏi gặp mặt, khỏi gây lộn. Dạ đúng đó cha, tụi con cũng muốn vậy đó cha. À, ý con con cũng thấy vậy á. Nói tóm lại á, là cha mẹ tụ tập con về đây á là chia của, đúng không? Phần con nhiêu? Cha mẹ chỉ nhân dịp á thằng Út nó sắp cưới vợ, dạ, dạ, thấy nhẹ lòng á là trải qua bao nhiêu cực khổ, cũng lo được cho tụi con á khôn lớn thành gia thất đầy quê. Nên bữa nay á có một bữa họp mặt ôn lại kỷ niệm với các con thôi. Sao? Họp mặt thôi hả? Thì tụi con cũng biết là cha mẹ nuôi tụi con cực khổ, nhưng mà cha mẹ nghĩ coi, tụi con đã lớn hết rồi, có vợ có chồng, ở chung mắc công phức tạp lắm. Dạ. Thà ở xa, lâu lâu gặp nó còn vui vui vẻ vẻ. À, cho nên con nghĩ vậy, cha mẹ nghĩ cách nào để mà thu xếp rồi chia tài sản đi, rồi lúc đó anh em tụi con sẽ ở xa, sẽ hòa thuận hơn. Dạ, con cũng nghĩ vậy á. Dạ con cũng nghĩ vậy á. À, cha mẹ thấy chưa, anh em tụi con lúc nào cũng đồng tình với nhau hết trơn á, chứ đâu phải là rây gỗ chia rẽ gì đâu. Cho nên tụi con á phải giữ gìn và phát huy cái chữ đồng thuận ít ỏi này. Đúng rồi đó. Dạ. Bà, chuyện tụi nó nói bà thấy sao? Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó nãy giờ nên không có ngủ được. Tụi nó nói á thì cũng có cái lý. Bây giờ ba đứa con mình, rồi bây giờ ba đứa dâu nữa, thôi thì đứa nào cũng có đôi có cặp, mình phải cho nó ra riêng thôi à. Cái gì á mà mình muốn cho nó thì cho luôn đi, để sau này tôi với bà có mệnh hệ gì tụi nó khỏi tranh giành với nhau rồi mất hết tình nghĩa. Của cải trước sau gì á, của mình làm ra không cho con thì cho ai? Nhưng mà tôi vẫn muốn tụi nó quay quần cho vui cửa vui nhà. Nói ra riêng thì nói vậy thôi, thì cái miếng đất quanh đây thôi chứ có đi đâu xa đâu. Tôi thấy riêng lẻ như vậy mà dễ quay quần với nhau hơn đó bà. Thôi thì ông muốn làm sao thì làm. Nếu bà nói vậy thì để tôi làm di chúc đàng hoàng, rồi mời bà con xóm giềng tới để chứng kiến, để sau này khỏi lùm xùm mất công. Những gì mà tôi chia cho các con tôi đều có sự chứng kiến của bà con, để sau này khỏi có gì thắc mắc. Sao, có đứa nào khiếu nại gì không? Dạ không. Như vậy là đồng tâm rồi. Tôi thấy vậy cũng đúng lắm rồi. Đứa nào cũng có phần bằng nhau, vừa có nhà, vừa có đất, lại có vốn liếng làm ăn, vậy còn đổi gì nữa. Thôi sau này ráng mà làm ăn nha. Dạ. Thôi công việc xong tôi xin phép, chúng tôi về. Dạ. Dạ. Thôi dạ. Tôi về cảm ơn nha. Dạ. Dạ cảm ơn hai dì. Dạ. 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 Cha,
Thôi cha mẹ vô nghỉ đi, hồi nãy giờ cha đọc di chúc mệt lắm rồi đó. Dạ. Từ đó giờ cha mẹ có nhiều chi hết cho anh em tụi con rồi. Sau này cha mẹ sống bằng gì ạ? Con lo cho cha mẹ như vậy sao? Con lo lắm. Đúng là con có lòng. Trời ơi, cha ơi, có cái gì đâu mà lo. Nổi giò như vậy để nó bòn thêm của cha thôi, chứ lo cái gì. Anh nín đi. Sao anh biết là tôi bòn thêm của? Đừng có xìu ta ra bụng người nha. Mày nói gì mày? Ủa, vậy cha mẹ còn nhiều lắm hả? Không phải, con nhiều cha mẹ chia hết rồi, chỉ chừa phần nhỏ để dưỡng già. Rồi sau này á, cha mẹ già nằm yên một chỗ, khỏi phiền đến mấy con gánh vác thôi. Đúng rồi, cha mẹ nghĩ vậy cũng đúng á. Chứ con là út, không lẽ lỡ có bề gì rồi con gánh hết sao? Làm gì á, cha mẹ cũng muốn mấy đứa con phải hòa đồng. Dạ. Để về đây quây quần, để cả nhà cùng vui nhà vui cửa là được rồi. Dạ, con hứa với cha, con hứa với mẹ, anh em tụi con lúc nào cũng hòa thuận hết á. Tụi con qua lại, quan tâm với nhau thường xuyên hơn. Cha, cái tiền mà cha mẹ hứa cho tụi con á, ở đâu? Bây giờ đưa luôn đi, để tụi con trồng tiền lấy ruộng. Đúng rồi, đưa luôn đi cha. Mày hả? Tới luôn nè, tiền, đưa đây, đưa lên. Thu hoài luôn á trời. Nè, tiền nè. Thu hoài vậy mấy ông, số tôi đen như mõm chó. Đưa hết luôn đi chứ còn điếm gì nữa trời. Cho con gửi tiền. Cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn. Dạ, này đẹp quá. Mời chị xem. Cái này cũng đẹp nữa nè. Lấy cho tôi cái này đi chị. Dạ. Đẹp lắm. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn dạ. Chị. Mời mấy chú uống nước nghe. Bữa nay có chuyện gì mà kêu qua đông đủ quá vậy? Đang lu bu muốn chết hả? Từ từ rồi tôi sẽ nói cho mấy chú nghe. Chú lu bu cái gì? Chú lo lu bu với mấy cái bạn đè của chú hả? Hay là chú lu bu với lại mấy cái con kỳ nợ của chú? Nói gì kỳ vậy? Anh không lo mấy ông chủ trường gà đang kiếm anh đòi nợ kìa. Mày, tôi kêu mấy chú qua bữa nay á là có chuyện bàn. Mà cái chuyện này á, anh em mình phải đồng tâm hiệp lực mới được. Chuyện gì mà cần phải kêu đồng tâm hiệp lực hả anh hai? Thì đó, từ khi cha mẹ chia của cho ba anh em mình đó, tới nay là 7-8 năm rồi, đúng không? Ừ. Mà sao tụi mình cứ làm ăn thất bát hoài, không có khá lên được. Ừ. Có làm ăn thì mới kêu là thất bát, thua bài thì làm sao nói là thất bát được. Ê mày, mày nói chuyện với người lớn mày hổn nha mày, mày lẹ mốt nha mày. Tao có thua bài á cũng là tiền của tao, chứ tao có thua của tiền của nổi nhà mày đâu hả? Thì người ta nó phòng lòng vậy thôi. Ôi, cứ để cho anh nói hết đi, mày cứ tương tướp hoài. Nói tiếp đi này. Nói chung là nhà của ba anh em mình á không có khá lên được, mà tiền của cha mẹ cho cũng hết rồi. Hai chú có thấy như vậy không? Thấy. Ừ. Trong khi đó cha mẹ của mình á ăn nên làm ra, cái số tiền mà cha mẹ tích góp được trong thời gian gần đây này nha, nhiều gấp nhiều lần cái tiền mà chia cho ba anh em mình. Nên bây giờ anh em mình phải về nhà của cha mẹ, nói với cha mẹ chia tài sản thêm đợt hai. Nhưng mà cái lúc cha mẹ làm di chúc thì hàng xóm đứng chứng kiến hết rồi, bây giờ sao sửa được? Trời ơi, cái gì sửa được nữa kìa, nói chi di chúc. Cái di chúc chỉ là tờ giấy thôi.
mình xử lúc nào không được. Ờ, đúng không? Cha mẹ làm ra tiền thì để cho con chứ cho ai, đúng không? Đúng. Đúng. Cho nên mình phải đồng lòng như vậy. Mấy anh em mình phải kéo đến nhà cha mẹ, yêu cầu cha mẹ chia đợt hai. Chịu không? Chịu. Như vậy là tụi con về đây á là đòi chia của phải không? Dạ. Trời ơi, cha nói nghe nặng nề quá à. Không phải là đòi mà là đề nghị. Dạ đúng rồi, đề nghị chia của. Dạ. Dạ. Nói chung á là cha mẹ tuổi cao sức yếu. Dạ. Sắp nằm một chỗ rồi. Dạ. Chuyện đó cha mẹ khỏi lo. Dạ. Hồi nãy á, ba anh em tụi con đã bàn kỹ rồi, cho nên đi đến một quyết định. Có bao nhiêu cha mẹ cứ chia hết cho tụi con đi. Dạ. Rồi cứ buôn bán bình thường, được nhiêu hay nhiêu. À, khi nào mà cha mẹ hết làm nổi á thì cha mẹ cứ nằm yên một chỗ, à, để tụi con lo cho. Dạ đúng rồi đó cha. Tụi con lo cho cha mẹ sao? Dạ. 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 Nói thì nói vậy thôi, cha mẹ nuôi con á thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì kể tháng kể ngày. Khó lòng lắm, không được đâu. Trời ơi, cha ơi, có cái gì đâu mà khó. Tụi con nuôi cha mẹ là bằng tiền của cha mẹ. Dạ đúng rồi. Chẳng lẽ bây giờ cha mẹ qua nhà mấy đứa con ăn mà không gửi tiền cho con á, ăn ngượng miệng chết luôn. Cha mẹ đừng lo mấy chuyện đó. Nuôi cha mẹ lúc tuổi già là bổn phận của tụi con mà. Dạ đúng rồi. Cha mẹ không chia tiền cho anh em tụi con, anh em tụi con vẫn phải lo cho cha mẹ mà. Dạ. Huống gì cha mẹ lo cho anh em tụi con nhiều rồi. Tụi con lo được, cha mẹ cứ yên tâm. Dạ. Dạ. Thưa cha, thưa mẹ, tụi con tính đâu đó hết trơn hết trọi rồi. Sau này á, cha mẹ lớn tuổi, ba anh em tụi con sẽ thay phiên nhau phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Để cho. Dạ. Ba anh em tụi con có cơ hội báo hiếu cho cha với mẹ. Dạ. Ông à, mấy đứa con nói vậy á, ông nghĩ sao ông? Chuyện này hệ trọng lắm, không có nói liền được đâu. Tụi con về đi, để cha mẹ bàn tính cái đã. 3 tháng nữa cha sẽ trả lời với các con. Hả? 3 tháng nữa? Ừ. Ông nhìn cái gì mà đăm đăm vậy? Tụi nó không về. Ông nói ai? Mấy đứa con hả? Bữa nay là đúng 3 tháng ông hẹn tụi nó trả lời phải không? Một lát tụi nó về bây giờ đó. Tôi nói là nói mấy con chim con nó không có về. Ông nói cái gì vậy? Chim con không về là sao? Cặp chim này á, tôi kêu tụi nhỏ nó gỡ cái tổ ở trên cây xoài xuống. Trong tổ có 2 con chim non với 2 chim cha mẹ. Tôi nhốt thử 2 con chim non thì chim cha mẹ vẫn kéo về. Nó vẫn kéo mồi về cho con. Tới chừng 2 con chim non nó lớn hơn, tôi thả tụi nó ra. Tôi nhốt con chim cha và chim mẹ lại. 2 con chim con nó bay mất. Thôi đời nó là vậy đó bà. Nước mắt chỉ chảy xuôi thôi. Chim khác, người khác. Cha. Mẹ. Cha mẹ đang làm gì đó? Đó, ông thấy chưa? Tụi nó về rồi đó. Cha đang sợ tụi con là giống như mấy con chim đó. Tụi con lại nói chuyện với cha con đi. Sao rồi? Có xoay sở gì được ở đâu không? Xoay đâu? Đâu đâu ông cũng xoay hết rồi. Bây giờ lòi mặt tới đâu á, người ta đòi nợ tới đó. Ai dám cho ông mượn nữa? Chắc mình tôi thiếu nợ à. Bà đánh còn nhiều hơn tôi nữa. Thiệt á.
Mà nè, sao không qua thúc cha mẹ ông đi? Già cả hết rồi, cho tiền con cái, không lẽ định già chết rồi ôm theo hết trời. Trời ơi, bà ăn nói vậy mà bà nghe được hả? Mà bộ không phải ông cũng mong qua đó quơ hết tiền bạc về sao? Hay quá. Anh hai, anh hai, chị hai ơi. Mày làm gì giống như ma rượt mày vậy? Mẹ chết rồi, hai người về lẹ đi. Cái gì? Cái gì vậy? Mới ngày hôm qua thấy mẹ còn sống văn văn mà sao giờ chết vậy? Em cũng không biết nữa, hình như trúng phong hay sao á. Về lẹ đi nhé. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên mới thấy sống lên mà sao giờ chết rồi? Ông. Cái gì? Vậy là ông có cơ hội rồi đó. Cơ hội gì? Giờ phút này mà nói câu đó được đó hả? Hả? Dâu với con. Trời, bọn tôi nói không đúng hả? Thôi được rồi, giờ mẹ mất chỉ còn cha, cha cũng chẳng còn lòng dạ nào và hơi sức đâu để mà buôn bán nữa. Có bao nhiêu tích cóp cha dành dụm lâu nay, cha sẽ chia hết cho mấy đứa, không giữ lại chút nào hết. Nhà cửa này cha cũng bán luôn. Cha, con thấy cha tính vậy đúng rồi cha. Cha bán nhà đi, rồi về ở với tụi con. Tụi con không để cho cha buồn đâu. Con hứa, cha bán nhà xong nghe, rồi cha qua ở với vợ chồng con. Thế cha. Anh nói chuyện, tại sao cha qua ở với anh? Chứ ở với ai? Vợ chồng anh suốt ngày ngồi xong, rồi ai cận kề sớm tối với cha. Cha, cha ở với vợ chồng con là đúng nhất đó cha. Đúng quá. Ở với một đứa tối ngày á lô đá gà, còn con vợ tối ngày lê lết ăn hạn ngoài đường, đúng dữ nghe. Thôi, hai anh đừng có gây nữa. Mẹ mất rồi, hai anh có biết là em đau lòng lắm không? Em không muốn thấy gia đình mình xào xáo nữa. Cha, con là Út, cha ở với con là hợp lý nhất. Mày nín đi. Trời ơi, mày nhỏ nhất nha mày. Mày đừng có giành với anh nha. Cha ở với tao nè. Ở với tao. Thôi, cha ghi nhận tấm lòng hiếu thảo của các con. Để cho đồng điều thì cha sẽ ở nhà anh lớn. Rồi con á, Dương Út nè, góp tiền để phụ với anh của các con lo cho cha. Như vậy thì đứa nào cũng có phần hết. Các con thấy cha tính như vậy có được không? Dạ thưa cha, cha tính vậy á con thấy im ru à. Dạ, cha ở với anh rồi cái hai đứa em góp tiền lại cùng với anh lo cho cha ha. Quyết định vậy đi nghe. Mơ cha bán nhà liền nghe cha. Tôi đã nói với ông rồi, trước khi đi là phải làm mọi giá kéo cha về đây. Bây giờ ông để cha bển làm sao được? Bà hay quá, bà dỗ bà bển bà giành đi. Thằng Út đúng ra là cái phần của nó được nuôi cha, mà nó còn giành không lại ông nữa kìa. Trời ơi, vậy thì ông phải tính sao chứ. Trời ơi, chứ để cha bển lỡ ông ôm hết của cha sao? Còn đâu nữa mà cho, có nhiêu cha chia hết rồi. Trời ơi, sao ông ăn nhiều ông to xác bỗng khờ quá vậy? Bà cái gì mà bà? Trời ơi, dễ gì mà cha cho hết mẹ ông. Nè, ông nghĩ đi, cha không có đơn giản gì đâu. Vậy? Có mấy con chim thôi hả? Mà cha suy lượng tới, suy lượng lui đó, hẹn tới hẹn lui hoài, có chịu chia đâu. Cũng may là mẹ chết đó, chứ không thôi hả, còn lâu cha mới chịu chia của nha. Mà tôi thấy á, thế nào cha cũng chiếm một ít, không nhiều thì cũng ít, đúng không? Bây giờ phải tính sao đây, để coi như là mình lo cha về đây mình nuôi. Mình chuẩn bị kiểu này, kỳ này thằng anh mặc bư với thằng em mặc mâm của mình bẻ mặt luôn. Cha ơi, con qua thăm cha nè cha. Cha. Cha à. Cha. Cha, con mua trái cây đầu mùa nè, đem qua cho cha ăn. Vợ chồng thằng Út á, mua cho cha ăn rồi. Con mang mấy thứ này về cho mấy đứa nhỏ bên nhà ăn đi. Trời ơi, cha ơi, cha ăn. Đứa nào thì cha cũng phải ăn một miếng. Cha ăn đứa này bỏ đứa kia đâu có được. Cha, mấy cái này mà ăn nhiều á là nóng lắm, đừng có ăn nha cha. Mày, con gọt sẵn cho cha rồi nè, cha ăn đi nha cha. Cha ơi, cha, tới giờ cơm rồi nè. Dẹp 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 hết, tới giờ cơm rồi, để cha ăn cơm. Dẹp mau. Nè, anh vừa phải đâu nha. Anh đừng có tưởng anh nuôi cha rồi anh muốn làm gì anh làm. Bây giờ anh muốn cái gì, anh muốn cái gì anh nói hoạch tẹt ra đi.
Ê, cái thằng này, cha, cha nghe nó nói chưa? Đã thỏa thuận với nhau rồi, mỗi đứa góp bằng nhau lo cho cha rồi. Tụi bay còn đem thêm quá nữa. Tụi bay muốn cái gì tụi bay nói đại ra đi. Tụi bay tưởng là ta nuôi cha bên này á, là cha cho thêm tiền tao chứ gì, đúng không? Rồi tụi bay kiếm chuyện, tụi bay đem mấy cái này qua, tụi bay lấy lòng cha chứ gì, phải không? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Gì vậy? Anh đừng có mà suy bụng ta, ra bụng người nghe. Tao suy hả? Tao khỏi cần suy. Tao đi guốc này trong bụng mày á. Cha, hai anh tự nuôi cha có của cho nên mới đối xử tốt với cha như vậy đó cha. Bây giờ cha thử cho nói cha không có của cái coi, biết ai có hiếu hay là không có hiếu với cha liền hà. Tao không ngờ nghe, mày là út nhất nhà, cái mặt mày á còn non kẹt à hen, mà mày mở cái lời ra nó nham hiểm sao đó út. Thầy chứ sợ gì, ai mà có suy nghĩ đó hả? Cả nhà chết chùm. Trời ơi cha, nói chuyện cha chết chùm với tụi con luôn kìa. Quên trừ cha trừ con ra. Cha không có dính dáng trong chuyện này nha mày. Thôi, mấy con đừng có cãi nhau nữa. Các con lo cho cha như vậy thì còn gì bằng. Dạ. Nhưng mà cái chuyện thằng Út nó nói với cha còn của gì đó đó thì thật sự là cha đã hết rồi. Cha vợ thì có tụi con lo cho đầy đủ thì cha giữ của trong người làm chi cho nó nặng. Đúng rồi. Trời ơi, con biết mà cha. Nhưng mà tụi con qua đây là do có tấm lòng. Đây, tấm lòng. Cha nghĩ coi, nếu như cha còn giấu một cái gì đó rồi bất thình lình cha nhắm mắt xuôi tay thì cái đó, cái cổ đó tụi con đâu có biết được. Người khác sẽ vô hưởng. Cha hiểu. Đó, thấy chưa? Nói tao nói luôn một hồi cũng lầu nguyên cái bản mặt mập của mày ra. Thôi, tụi con người về lo làm ăn đi, để cho tiền nó đẻ ra thêm à, giống như cha mẹ ngày xưa vậy á. Đừng có cãi nhau gì nữa hết trơn á. Thôi, tụi bay về hết, tụi bay đem cái này về hết đi, cho cha nghỉ cha còn ăn cơm nữa. Đi về hết đi. Ù dạ, mua cái trái gì mà gai không vậy? Trái sầu riêng. Đã. Bữa nay anh với chú coi như là thắng vợ chồng bà hai rồi. Nè, nhìn cái bản mặt ổng lúc bưng cơm ra, thấy mình đem trái cây cho cha, ổng chân hận thấy rõ. Sướng. Ây da, anh xuống thì anh cứ ngồi im đi. Bộ dáng này bị hở, anh mà nhúng là bị kẹt đít. Xin lỗi. Chưa đâu anh. Sao? Cha còn ở nhà ổng mà mình thắng cái gì? Mình phải nghĩ cách kéo ông ra khỏi nhà sớm mới được. Chính xác. Nếu vậy, kể từ ngày mai chú về kêu vợ của chú mua bào ngư, di ca, tôm hùm, nói chung là những cái đồ khổ mắc tiền cho cha anh. Nhưng mà kêu cha về rồi cha ở nhà ai? Chú khờ quá. Anh với chú là anh em ruột, đâu có phải ai xa lạ đâu. Dĩ nhiên là về nhà anh. Ở nhà anh cái gì? Cái kế sách này là do em nghĩ ra chứ bộ. Anh suốt ngày đi đá gà ngoài sao chăm lo cho cha được. Tao không nói chuyện với thằng nít như mày. Tao đi về. Đi về thì về đi. Còn con nít có gì, đừng ỷ lớn ăn hiếp người ta nha. Đừng có mà. Mơ. Cũng may á là cha ở trong tay á. Ý lộn, cha ở trong nhà mình có lợi thế dễ sợ luôn nghe. Mai để cho bà coi nghe, tụi nó sẽ đem tổ yến nhung nai lợi để dâng hiến cho cha. Mình hưởng ké. Khỏi lo, mấy cái đó tôi mua sẵn hết rồi. Giỏi. Nè, ông quá khen. Nếu mà thấy tôi giỏi á, thì lo mà đi nói chuyện khéo với cha kìa. Chuyện gì? Vợ chồng mình á, giờ phải kiếm cái gì đó để làm ăn, để cho cha thấy á là vợ chồng mình chí thú làm ăn nữa chứ. Nha, tôi định mở cái tủ lầu. Dẹp. Gì á? Ông nghĩ sao vậy? Ông mở tủ lầu ra để ông chứa bạc vô trong đó, xong rồi hả? Ông nướng hết vô trọng hả? Cái con em dâu kế của ông á, nó không phải dạng vừa đâu. Ông mà lãng quạng hả, rồi nó kiếm chuyện nhỏ to, rồi nó kéo cha về bên bển, là vợ chồng mình xong đó biết không? Nha. Bây giờ mình muốn làm cái gì ta? Công tình ta nuôi dưỡng mày mấy tháng nay, ngày hôm nay mày mà đã thua, tao bẻ cổ mày đưa vô nồi nha mày.
Mày phải ráng thắng chiều nay nghe chưa? Gì mày? Chuốt ngày cứ chăm chút mấy con gà hoài. Vô duyên. Anh ba, anh bệ rạc quá. Coi chừng cái vợ anh bỏ anh đó nha anh ba. Tao nói cho mày biết, nó mà bỏ tao, tao làm chín mâm cơm đãi luôn. Nè, theo em đi kiếm tiền nè. Tiền mà làm gì đa đa? Đi kiếm, kiếm ở đâu? Em nghe chị ba nói là quán cơm của anh sắp hết vốn rồi đúng không? Đúng là sắp hết vốn rồi. Hết tiền. Nhưng mà khổ nổi cha đã chia của hết rồi. Nếu mà cha mẹ còn của, đâu nỡ lòng nào thấy con cái làm ăn thất bát như vậy mà không giúp, đúng không? Anh khờ quá. Chính vì ba anh em mình á làm ăn thất bát cho nên cha mới không chia hết tiền. Chứ cha mà chia hết tiền, cha ra ngoài đường ở rồi sao? Cũng có lý. Vậy giờ sao? Theo ý em nè, anh em mình qua năn nỉ cha, ôm chân cha khóc lóc, nói là cha ơi cha, tụi con khổ lắm. Cha mà không cho tụi con tiền, tụi con sẽ ra ngoài ăn xin. Vợ chồng con cái con khổ lắm, khổ lắm. Ở đó khổ gì có vậy đó. Mày nhỏ nhất nhà mà mày giỏi nhất. Bây giờ vậy, mày ở cánh nhà giúp anh. Ừ. Anh chạy qua bển làm giống như mày nói, lại lục năn nỉ ý ôi làm sao cha chi thêm cho mình. Đúng rồi, qua bển kia tiện đi. Nè, cầm đi. Ở đi đi. Thấy chưa, mình rất là thông minh, mình bày ra khổ dục kế để mình xin tiền cha, rồi mình á tự nhiên mình bày kế cho ông đi xin tiền rồi mình ở nhà làm sao. Không được được. Ê, mẹ nhà coi chừng nhà giùm tao nghe, tao đi qua xin tiền mới được. Ở đây nha, đừng chạy nha. Anh ba ơi, đợi em với anh ba ơi. Anh ba, anh ba, mình làm bộ buồn chút nghe. Cái thằng này, tao buồn thiệt chứ cần gì phải làm buồn. Cha ơi, con khổ lắm cha. Mấy năm nay con nghe lời cha, con chí thú làm ăn, mà như cái số con đen như mõm chó làm sao, làm đâu thua đó. Làm như cái duyên buôn bán của cha mẹ lấy hết của con cái làm sao. Con nghe lời cha, con bỏ cờ bạc, con đi buôn chuyến, buôn gỗ đó cha. Mà cái số con nó cũng đen à. Hết bị người ta gạt á, thì cũng gặp thiên tai lũ lụt, rồi nó lật thuyền lật ghe, gỗ trâu đi hết trơn à. Bây giờ con sạch vốn rồi cha ơi. Cha có thương tình, cha giúp cho con. Cha còn chút nào á, cho con chút để làm vốn đi cha. Thấy mấy đứa con á, đứa nào cũng làm ăn thất bại, cha buồn lắm. Thiệt tình thì của cải cha đã chia hết cho các con rồi, không còn cái gì nữa đâu. Cái gì? Nợ lại năm quan hả? Thì chưa kiếm đủ, vài bữa nữa kiếm đủ rồi đem qua cho anh. Có gì đâu, lần nào cũng thiếu. Còn thằng này. Ba. Gì? Khỏe không? Khỏe. Đếm tiền giùm tôi coi. Gì vậy trời? Sao ít quá vậy? Còn thiếu bảy quan nữa nè. Anh ba còn chưa gom đủ nữa kìa. Mấy ngày nay làm ăn khó khăn quá, em khổ quá mà. Lần nào cũng thiếu hết trơn à. Không biết á, vợ chồng tôi lấy đâu ra mà đắp vô nữa. Làm như vợ chồng tôi giàu lắm vậy á. Mày mần ăn gì sống nhăn vậy Út? Trời ơi chị hai, một bữa cha ăn cũng đâu có hết tiền đâu. Thì từ từ tụi em đưa. Chị hai làm gì dữ vậy? Trời ơi, cái bà đi. Bà sao? Bà nói đúng á. Đồng vợ đồng chồng của em ha. Hồi trước á thì mơ cha còn của chưa có chia cho hết, đứa nào đứa nấy còn qua phụ, đem cái này qua đem cái kia qua. Còn bây giờ biết hết rồi á, không có thấy cái giống gì hết trơn. Thì phí tổn nuôi cha một năm bao nhiêu á, tính ra chia nhau hết trơn rồi, bây giờ phụ thêm gì nữa.
Em khổ quá mà anh hai. Ôi trời, đúng là hết soi rồi việc ha. Thì cũng như ai kia thôi, có gì đâu mà nó cạnh nó khóe. Hồi trước hả, mật gấu xăm nhung dâng lên đầy đủ, bây giờ đến bữa cơm của cha còn chởn mãn, mày đặt nói. Sật. Ê, cái thằng mặt mập, mày ngon mà rước chai về mày nuôi đi nghe, đừng có nói cái giọng nói với tao nghe. Chết, em có gì gấp rồi, em phải đi, em về trước nha, em không biết gì hết, em đi trời về ơi, trước. Trời ơi, cái tôi mà nó biết vậy đó trời, thiệt á. Còn ba nữa, ở nhà không có gì làm hả? Đi về. Ừ, thôi, về đi, hai vợ chồng ngồi ghế ghế tôi à. Còn ba nữa. Cái gì? Vô. Khoan. Cái gì ạ? Ông ngồi lại đây nói chuyện với tôi cái đã. Chuyện gì? Ông á, làm sao thì làm đi, tôi là tôi không có thầu nữa. Bạn nói kiểu gì vậy? Nuôi cha mà nói thầu hả? Sao tự nhiên vậy? Đã nó không nuôi rồi, tiền góp kỳ nào nó cũng thiếu hết, còn nói là mình trễ nãy không lo cho cha nữa. Có giỏi tụi nó đón cha về mà nuôi kìa, tôi là tôi không có làm nữa. Thì đúng là dạo này á, vợ chồng mình có sao nhãn. Sao nhãn cái gì? Tôi bỏ đói cha ông lần nào chưa? Ủa, tụi nó nói giỏi như vậy á, tụi nó ngon đón cha về nuôi đi kìa. Tôi không lo nữa, mệt rồi. Thì cũng tại lúc đầu bà nói với tôi là dành cha về nuôi chứ bộ, đâu phải tụi nó đâu. Thôi đừng nói nhiều nữa. Mình đem cha về nuôi á, thì nuôi cũng đã mấy năm rồi, mình gánh hết rồi. Còn bây giờ tụi nó phải gánh bớt đi chứ. Trời ơi, nuôi hoài không biết mệt hả? Rồi đâu vậy? Đi vô. Sao tôi vô tôi đủ bà vô, bà vô bà không đủ tôi. Bữa nay tôi triệu tập thằng Út qua nhà chú gấp là có chuyện như thế này. Bao nhiêu năm nay á. Trời anh... ơi, tôi mệt anh ghê luôn á. Bây giờ anh muốn cái gì? Anh nói thẳng ra đi, anh nói hoạch tẹt ra đi. Anh dòng do Tam Quốc nãy giờ làm gì? Nhức đầu quá. Ý anh á là anh muốn đẩy cha đi, đúng không? Đúng không? Mày đừng có nói cái giọng nói với tao nghe mày. Cha mẹ thì trách nhiệm của con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Đứa nào cũng phải như đứa nào. Mà 3 năm nay á, tao nuôi cha rồi. Mà gia đình của anh chị hiện tại giờ đang khó khăn, bây giờ hai đứa bay á, cũng phải phụ anh. Nuôi cha mỗi đứa 1 năm đi chứ, sao để tôi nuôi hoài vậy? Anh đã nói như vậy thì đành vậy thôi chứ sao? Không được. Sao không được? Giờ cha già lắm rồi, cha có thể là chết bất cứ lúc nào hết đó. Bây giờ lỡ tôi mang cha về, tôi nuôi cha đúng 1 năm, xong tôi đem qua nhà anh. Anh nuôi cha 2 ngày, cái cha lăn đùng ra cha chết là sao? Anh lời, tôi lỗ hả? Tôi không chịu. 6 tháng thôi. Mày tính kỹ chưa? 6 tháng cũng dài lắm á. Anh nghĩ đi, 1 năm có 12 tháng, 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Bây giờ tự nhiên tôi nuôi cha khỏe mạnh 6 tháng nắng, đưa qua bên nó chỉ có 2 ngày 6 tháng mưa thôi, cha chung gió chết, tôi lỗ hả? Rồi, thôi giận vậy. Anh thấy hai đứa nói cũng hợp lý. 6 tháng thì thấy cũng dài, bởi vì người già như chú chín cây ha. Gió lai mẹ rụng, ý lộn, gió lai cha rụng cây bịch rồi chồng, đúng không? Thôi vậy 3 tháng đi. 1 tháng thôi. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Mày 1 tháng mấy chục ngày cũng dài lắm chứ bộ. Dài lắm đồ. Đó. Rồi, 1 tháng thì 1 tháng. Nhưng mà khoan đã. Cái gì nữa? Tôi thấy có cái gì đó chưa ổn. Ấy cái thằng quỷ này, mày đừng có nói là ba anh em mình mỗi người nuôi cha ngại nha mày. À, không phải. Chưa ổn chỗ này nè. Đáp bàn là phải bàn cho tới. Ừ. Thí dụ mà lỡ tôi nuôi cha nè, tôi cho cha ăn đầy đủ, nhưng mà gửi cho mấy anh, rồi mấy anh bỏ đói cha, hoặc là cho cha ăn uống kham khổ rồi sao? Ấy, cái thằng quỷ nhỏ, mày nói vậy là ý gì đây? Ý mày nói là tao keo kiệt, tao cho cha nhịn đói. Rồi, tôi nói vậy đó, chúng mày chút. Đúng rồi, anh nghe thằng Út nói vậy cũng đúng. Bây giờ sao Út? Phải cân. Ừ. Cân lượng rõ ràng. Bây giờ á, ai trước khi nhận cha vậy là phải cân cha. Đó, rồi tới khi giao cha thì phải cân lại thêm 1 lần nữa. Nếu như mà ai nuôi cha khi giao mà không đủ số ký á, thì không được giao. Phải đem cha về nuôi cho tới đến khi nào đủ số cân thì mới được giao. Đúng, anh đồng ý ý kiến của thằng Út. Đó. Rồi bây giờ ai nuôi trước ai nuôi sau nè. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao tôi với Út đi giành nuôi cha với anh? Anh là anh cả mà, quyền huynh thế phụ nhường cho anh. Thôi. Nuôi gì? Tụi bay nói chuyện nghe mắc cười quá. Tao nuôi cha là 3 năm nay rồi, phải không? Bây giờ tới phiên hai đứa bay chứ.
đứa nào nhận nuôi trước, đứa nào nhận nuôi sau đi chứ. Sao bắt tôi nuôi hoài vậy? Cái đó đi xóa đi. Bây giờ mình bắt đầu lại nè. Phải từ anh cả chứ. Đúng không anh ba? Đúng rồi. Đó. Không đúng gì hết trơn á. Thôi giờ vậy đi, bốc thăm đi. Đây nè, tôi có ý này nè. Ý gì? Đây. Đây là hai cái đồng xu. Ừ. Trong khi đó, anh em mình có ba người. Ừ. Tôi sẽ bỏ hai đồng xu này vô trong hai trong ba chén trà. Ừ. Nếu người nào bốc trúng chén trà không có đồng xu, người đó sẽ nuôi cha, được chưa? Ừ. Hay, hợp lý, anh đồng ý. Bây giờ tôi bỏ vô nha. Ừ. Này, khoan. Uổng. Đây chưa? Đó, bây giờ tôi xào lên nè. Ai mà bóc cái chén mà không có đồng xu á là đúng cha nghe chưa? Đó. Tết. Ê, sao anh? Anh là anh cả, quyền quê Tây Phụ, cho nên anh phải chọn trước. Anh nói để mà dằn mặt chú em mày luôn nè. Chú em mày có nhân tai thật, nhưng mà không qua được cặp mắt lanh lợi của anh đâu. Có cái chén nào có. Tao biết cái tánh của ổng mà, thế nào ổng cũng ỷ ổng là anh cả. Đâu vậy chứ? Ngoài cái chuyện đá gà ra, anh còn biết chút xíu cơ mà anh hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ ơi, vong hồn mẹ có linh thiêng, mẹ về phù hộ cho con, đừng để cho con nuôi cha nữa mẹ ơi. Rồi con, thế nào tiếp theo ổng cũng đòi khu trước. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn mẹ. Nhắc lại một lần nữa cho hai đứa nghe nè. Anh là anh cả, quyền huynh thế phụ. Anh chọn trước, anh vợ trước nha. Khoan đã, anh để em chứ. Không, quyền huynh thế phụ. Vợ nhà. Hà. Hà. Trời ơi. Tụi con nói sao? Như vậy là mỗi tháng á, cha phải qua nhà mỗi đứa hả? Dạ. Thấy có bất tiện không con? Dạ không. Mấy năm trước thì không có sao, nhưng bây giờ thì những cái khớp gối của cha nó rỉu rã hết rồi. Gần mà cha. Tụi con gánh, tức là tụi con ai cũng muốn là từng đứa một có trách nhiệm lo cho cha đó mà. Như vậy bây giờ cha phải đi qua nhà thằng ba ở hả? Dạ. Nhưng mà trước khi đi á, cha phải lên tấm ván này cho tụi con căng cái đã nghe cha. Chi vậy? Ha. Dạ con để. Trời ơi, đơn giản lắm cha. Tại mấy người này á, sợ vợ chồng con nuôi cha không có khéo, để cho cha sụp ký, cho nên mới bày ra ba cái trò cân đo đong đếm gì thôi. Hễ một tháng á, cha ở nhà con á mà sụp xuống một ký nào á, thì con phải nuôi cha tiếp, chừng nào đủ ký thì mới đưa cha đi được. Dạ đúng rồi đó cha. Dạ bây giờ con mời cha lên gián cho tụi con căng nghe cha. Mấy đứa phụ anh. Dạ. Mấy đứa phụ anh mấy đứa. Dịu cha lên. Dạ. Rồi cha ngồi xuống cha. Cha để chân lên luôn cha. Rồi. Cha nặng quá. Đó. Nhiều. 55,5 kg. Bà may mắn hơn tôi. Tôi sống chi tới ngày nay để chứng kiến mấy đứa con của mình nó truyền tôi cho nhau như trái banh. Nó còn cân lượng số đó như cân heo gì. Tôi muốn chết cho rồi bà ơi.
nghi lắm nha. Mỹ như mày, thấy cha ốm hơn lúc trước mà tại sao cha lại tăng nửa ký? Mày điên hả? Cha vẫn mập mạp khỏe mạnh như lúc mới vào qua đây mà. Mập hả nào? Nhìn thấy ốm nhôm nè. Ốm gì? Mỹ sao tao cần đủ cân lượng cho mày thôi chứ. Giờ cân đủ rồi đó, mày không dắt cha về phụng dưỡng đi. Dắt nhưng mà người ta cũng đừng quyền nghi ngờ chứ. Cha, con đưa cha về phụng dưỡng nha cha. Thôi mình đi thôi cha. Đi lẹ mày. Thôi mình đi thôi cha. Đưa cha về phụng dưỡng nè. Đưa cha về phụng dưỡng nè. Đưa cha về phụng dưỡng nha. Trời ơi, nó đi đồn khỏe ghê. Cũng may mà nó chịu rước cha về nghe. Ủa, mà sao kỳ vậy ta? Trước khi nó qua đây mình cân là 55 kg yếu, mà tự nhiên khi nó qua đây rồi cân lại nặng 55 kg giác là sao? Thôi kệ, miễn sao nó chịu rước cha về là vui rồi. Của ai vậy ta? Trời ơi, cái gì ghê vậy? Nhiêu? 55,5 kg. Anh có coi lộn không? Đúng nè. Để xuống. Nè, anh mới vừa nói gì? 55,5 kg. Ừ. Cha đừng có đứng dậy. Cha cứ ngồi đó. Còn thấy có điều gì khuất tất trong đây nè. Cha ốm nhôm nhắc vậy. Đúng rồi. Mà nghĩ sao 55,5 kg? Mày gian dối phải không mày? Ăn gian cái gì? Thì cân được bao nhiêu ký thì cha bao nhiêu ký thôi, ăn gian cái gì? Mày từ từ rồi anh hai sẽ xử lý. Dạ, thưa cha yêu dấu, cho con được dìu cha đứng lên à. Ba. Cha đi. Tụi con thấy vậy thôi, chứ cha ăn được, ngủ được lắm. Không những vậy, cha còn lên ký rồi đó. Thôi cha ơi, trời ơi, giờ phút này cha còn bên nó nữa. Con nghĩ ở bệnh cha chỉ ngủ được thôi chứ làm sao ăn được. Dạ, đúng tại rồi. Vì nó đâu có cho cha ăn, đúng không? Dạ. Không ăn sao lên ký? Thôi được rồi, xin phép cha cho con được khám xét thân thể của cha. Cha nhỉ? Trời ơi, sao cha bị cục bướu bự dữ vậy? Trời đất ơi. Mày giấu anh hai mày hả mày? Mày gan thiệt chứ? Mày dám cài cái cục này vô cơ thể của cha hả mày? Không có, tôi không có làm. Đâu biết, tự nhiên nó bắn quả tang tại trận. Nhân chứng vật chứng có đầy đủ mà mày còn chối nữa hả mày? Ừ. Hả? Phải rồi, thằng Út nói đúng đó. Nó không có lừa tụi con đâu. Mà cha đó. Cha, sao cha làm vậy? Cho con nè Út. Ê, cái gì kì vậy? Gì vậy? Con nhận đi, cha còn nhiều lắm. Ủa, sao cha cho Út rồi, không cho hai anh em con? Phần của con đâu cha? Mỗi đứa cha đều làm như vậy. Thiếu bao nhiêu cha buồn. Cha mẹ không bao giờ muốn là gánh nặng cho con cái. Cha còn cân nhắc, cha muốn biến luôn khỏi cuộc đời này để cho các con khỏi lo phiền mà đối phó với nhau. Ta chỉ muốn các con hòa thuận, yêu thương nhau. Cha. Kể từ đó, ba người con trai vô cùng ăn năn hối hận về những chuyện đã làm. Ba anh em thay phiên nhau săn sóc, hiếu thảo, phụng dưỡng cha già cho đến phút cuối đời. Cha nhìn kìa. Hả? Bên kia con già đói quá,
Hay mình đem cơm cho ông ăn nha. Ông ơi, con có vắt cơm, ông ăn cho đỡ đói. Ăn đi ông. Thôi, lão không giận đâu. Ông ơi, tôi có nước mưa mát lắm, ông uống đi cho khỏe. Ta uống rồi, cha không lấy gì uống. Thôi, ta không nhận đâu. Ông không ăn á, thì cất để dành đi đường cũng được. Cảm ơn lòng tốt của hai cha con, lão không nhận đâu. Để dành hai cha con lòng đồng mà ăn đi nghe. Ủa, sao kỳ vậy ta? Ông ta không lấy, tội nghiệp ông cụ quá cha. Ừ. Cha, hả? Nhiều người lúc này đi ăn xin quá. Kỳ này cha con mình không mua nổi lúa giống, chắc cũng đi ăn xin giống ổng quá chơi. Hả? Vàng nè cha ơi, ông đó là ông tiên đó cha ơi. Hả? Thôi, mình lại tạ ơn ổng đi cha. Dạ, con đội ơn ngài. Con đội ơn ngài. Ta thưởng cho lòng tốt của hai cha con đó. Hồ biên. Ăn đi con. Phèn. Con chó mà. Cha còn kiểu đó nữa, nó cắn chết đó. Chết cha mày chứ chết. Ừ, nó cắn rồi, nó cắn hết hai thằng rồi. Ta mới cột lại nè. Mà không cột nó vậy á, rồi nó đi theo cái thì sao? Trứng mày đặt khôn hơn vịt. Ăn đi con. Sao tự nhiên chán ăn cơm vậy? Cá nó không ăn đâu, nó thích ăn đùi gà. Vậy thôi ăn lẹ lẹ, quăng cục xương cho nó ăn đi. Rồi con chó này nữa. Chó mà cũng kén ăn nữa. Đồ chó đẻ. Con chó nó đẻ ra con chó, chứ chẳng lẽ ông đẻ ra con chó hả? Ừ. Ông nghĩ đi, con nó đang ăn ngon lành, cái mắt bỏ ra cho con chó nó ăn. Để nó ăn xong đi rồi nó liền ra cho con chó nó ăn, không được hả? Nói cho bà binh nó không à. Con không binh, binh ai bây giờ? Rồi, tới nữa rồi. Ai tới? Em trai yêu quý của ông qua chứ ai. Mượn mọc cái gì anh nữa ơi. Rồi, mệt quá. Giờ anh chỉ có muối, cho em mượn một chén. Chị em về trễ quá, em không kịp quá. Để tụi nhỏ ăn cháo lạc, tội nghiệp quá. Muối mà không có tiền mua luôn hả? Làm biếng cũng làm biếng vừa vừa thôi. Anh cũng biết vợ chồng em đi cày thuê cày mướn suốt ngày mà. Tại vì chủ người ta chưa có trả công kịp thôi. Nói chung là không có tiền mua muối chứ gì. Không có tiền nó không có tiền đi. Tôi ghét mấy cái thứ mà giả dối đó. Không có cho mượn gì hết á. Tự kiếm tiền mua đi. Em mượn miếng muối thôi mà. Xong rồi em trả lại. Anh làm gì mà dữ vậy? Lúc mà cha mẹ mất, bao nhiêu ruộng vườn anh chiếm hết. Vợ chồng em phải đi cày thuê cày mướn cho người ta. Tụi em đâu có nói tiếng nào đâu. Cái gì? Chú nói vậy là ý gì? Hả? Ý của chú nói là anh của chú hả? Chiếm đất đai ruộng vườn không để lại cho chú miếng đất nào hết hả? Không phải vậy hả chị? Đó, ông thấy không? Ông nghe em của ông nói kìa. Ê, mày qua đây mày muốn mượn muối hay là muốn đòi đất? Tại anh nói vợ chồng em làm biếng nên em mới nói vậy thôi. Cha, ở dưới nhà mình có cái lu muối á, sao cha không cho chú Út một miếng? Mày, mày im cái miệng mày lại đi không, thằng mập. Trời ơi con, sao mỗi lần con nói là cứng họng hết vậy con? Rồi gì ở đây? Ôi trời, trời đất ơi, cái gì nữa đây? Đi đâu đây? Trời đất ơi, ai cho ông vô đây vậy? Hả? Ôi trời. Rồi mấy cái thằng gia đình này, ông ngoại đứng đó, rồi ngủ gục cái gì á? Sao ông thả chó ra, cắn người lại vậy? Hả? Chó cha đang cột, sao mà xịt được? Mày nín, mày cắm cái hồng mày lại không mày? Hả? Lão đôi quá, đi không nổi, cho lão xin miếng gì bỏ vô bụng nghe ra chú. Không có cái gì cho đâu, đi đi. Trời kìa, ơi kìa, cái đó không được. Trời ơi, trời ơi, trời. Cái gì vậy? Ông già, ông có mắt mà không có chồng hả? Hả? Chó ngọc, chó vàng của người ta, ăn cao lương mỹ vị. Ông biết giá trị con chó này á, nó gấp 10 lần cái mạng ông á, ông biết không? Dám đồ chia phần của nó nữa. Người ta già yếu rồi, anh không sớt được miếng cơm trắng cho người ta sao? Mày lo cái thân mày đi. Thân nghèo rớt mồng tơi, đói rã họng. Mày đặt nhân từ nữa. Mày nhân từ quá, mày đem ổng về mày nuôi đi. Dòng cái thứ này á, tao biết quá mà. Cho một lần á, rồi quen mùi, tới sinh hoài à. Đi ra đi, đi về đi. Thưa, không quen mùi, không quay lại đâu. Một lần thôi, một miếng thôi. Lão đi hết nỗi rồi. Tụi nó không có,
đứng đó một hồi á, tôi thả chó ra cắn đáng chịu quá nghe. Khoan, xin gia chủ khoan thả chó, cho lão xin miếng nước mưa cũng được. Lão đôi quá, lão đi hết nỗi rồi. Đã nói là không có. Phước đi gia chủ. Đi nè. Anh không cho thì thôi, làm gì dữ vậy? Người ta đáng tuổi cha anh đó. Mày dám dạy đời tao không mày? Đi ra khỏi nhà tao. Anh ăn ở như vậy, thế nào cũng bị quả báo. Mình đi vô. Đi về nhà con. Trời, có gì ơi. Đang nấy không? Cây gậy đi nè. Quả báo nè. Quả báo hả? Hay quá ha. Chọi mà chọi cũng hụt nữa. Cái thứ gì đâu mà ở đâu vô ám người ta không? Bởi vậy tôi nói mình rồi, mua lại cái nhà của nó đi, để mình làm chuồng trâu, cho vợ chồng tụi nó dọn đi chỗ khác cho khuất mặt đi. Anh em ở gần nhau nhìn cái mặt khó chịu rồi à. Ủa sao thầy đồ dạy anh em như thủ túc mà ta? Thủ, tao thủ vô cái mỏ mày bây giờ. Mày từ đây về sau không có mở miệng ra nói một câu nào nghe mày. Nghe mày, im người tao nghe mày. Dạ. Đâu rồi? Ông tìm gì? Cây gậy. Cây gậy đâu rồi? Hả? Mày nhìn gì vậy? Mà lấy cái tay mày chỉ giùm tao cái coi. Mày chỉ cây gậy á hả? Sao nãy giờ mày không mở miệng ra mày nói? Cha có cho con nói đâu. Nhà con ở đâu con? Nhà con bên đó đâu? Bên đó đó hả? Dạ. Cái chòi đó đó hả? Dạ. Ông đi đâu vậy? Để cho lão đi. Sao ông đi vậy? Lão là vị khách không mời mà đến, để gia chủ hao hụt chén cơm, lão ngại quá. Không ấy, cho lão một chén bỏ vô cái bị này, lão ra gốc cây lão ăn. Chàng trai nghĩ sao? Thật ra cũng không có cơm đâu, con chỉ có cháo thôi. Ông hớp miếng cháo loãng xong rồi ông kiếm nhà nào khá khá hơn xin ông nha. Ngồi buồn gặp chứ anh. Thôi vậy cũng được. Vậy mình đi nhau. Ủa sao ông không đi? Chưa cổng sao đi. Con quên. Đúng ra là mình phải hâm lại cho nóng, nhưng mình biết là mấy hôm nay nhà mình hết củi rồi. Mà ông lão thì ông đang bị như vậy, cháo lại lạc, không có miếng muối, nguội ngắt nguội tanh, làm sao ông lão ăn được? Hồi đó giờ chưa thấy ăn mày nào xấu quắc gì phải không? Bây giờ thấy là thấy ghê chưa? Vậy giờ mình tính làm sao? Nhà trống thì cũng lỡ trống rồi, mùa mưa chắc cũng chưa tới đâu. Nhanh đi mình, ông cụ ông đói lắm rồi. Con nhìn nữa hả? Chứng tỏ là vẫn còn lạ phải không? Dạ con mời ông. Ông ăn đi cho nóng. Nhà con chỉ có như vậy thôi hà. Ông ơi, ông ăn coi chừng phỏng đó. Ông ăn ông phải khỏi chứ. Khỏi? Còn nhiều quá ha. Để con múc thêm cho. Con mời ông. Dạ.
Dạ, mời ông. Giết hết còn bao nhiêu đây ta hả? Dạ, chỉ còn bao nhiêu đây thôi à. Cháu chạy thơm quá. Lâu lắm rồi ta mới có được một bữa no nê như hôm nay. Ăn mày mà dư vua vậy đó. Gia đình con tí nghèo nhưng có lòng nhân đức, thật là hiếm có xưa nay. Ta biết một nơi có rất nhiều vàng, hãy theo ta, ta chỉ cho, gia đình con sẽ thoát nghèo. Kìa, sao lại chưa đi? Không ai nỡ lừa gạt những người có lòng nhân đức như vợ chồng con đâu. Cha, ông Tiên ông nói thiệt á. Cha đi đi cha. Đi đi cha. Cha. Đi đi anh. Được lắm, chàng trai trẻ hãy theo ta. Hồ Biên. Ông Tiên. Ông Tiên ơi. Mình ơi. Ông Tiên ơi. Tiên đã mất tiêu rồi. Cô Hiển, ý lộn, ta quên. Có một mình ta biết được hả? Thôi cùng nhớ đi bộ cho chắc ăn. Nào, lên đường. Vàng ở trong miệng con chó đa này, hai vợ chồng con muốn lấy bao nhiêu thì tùy ý. Ta đi đây. Mình gặp tiên Phật thật rồi mình ơi. Mình đâu mình thò tay vô thử coi. Trời ơi. Vàng thiệt rồi mình ơi. Vàng thiệt. Đúng là vàng thiệt rồi mình ơi. Để anh lấy nữa. Vàng thiệt. Vàng nhiều quá mình ơi. Hay quá mình ơi. Mình ơi, mình có nên lấy nữa không mình? Chắc là đủ rồi. Mình không nên tham lam quá đâu. Cảm ơn tiên ông. Cảm ơn tiên ông đã giúp đỡ vợ chồng con. Con cảm ơn ông. Cảm ơn ông tiên. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Ông ơi, ông ơi ông. Trời ơi, chết rồi. Có chuyện lớn rồi ông. Có chuyện lớn rồi. Bà làm cái gì mà giống như ma đuổi bà vậy hả? Trời ơi, đám thợ của mình bỏ hết, đi qua chỗ ông Út làm hết trơn hết trọi rồi. Cái gì? Bữa nay nó còn dám mướn thợ làm nữa hả? Đất đâu nó làm? Trời ơi, nó mua đất hả? Dọc hết bờ đê của nhà mình hết trơn hết trọi rồi. Tôi cũng không biết tiền ở đâu mà nó làm quá vậy nữa chứ. Tiền ở đâu mà nó xây một cái nhà to đùng, mua cả một đàn trâu, ruộng lúa bây giờ của nó hả, rừng vàng bạc biển luôn. Đám thợ bỏ qua bên đó, nói mình hả là keo kiệt, rồi là khó khăn, rồi nói qua nói lại, nói chung là nói xấu mình vậy đó. Tôi nói thiệt với ông, tôi mà tìm được đứa nào nói xấu mình, tôi giả vô trong miệng nó. Cái tội mà đi đi biêu ríu tôi, keo kiệt bủn xỉn, tôi nói thiệt với ông nha. Tôi có keo kiệt thì kể cha tôi, kể cha ông luôn đi. Mắc cái gì mà đi qua nói xấu tôi hả? Tiền ở đâu mà nó có vậy? Đó mới là vấn đề. Không lẽ ai cho nó mượn vàng ta? Ai mà dám cho nó mượn? Mình anh chị ruột đó nè, mình còn không cho nó mượn thì ai mà dám cho? Ừ. Không lẽ cha mẹ mình trước khi chết đã giấu giếm rồi để lại cho nó? Dám lắm nghe ông. Biết đâu cha mẹ biết trước á, là khi cha mẹ chết rồi mình không chia một phần đất nào cho thằng Út hết, nên cha mẹ quyết định là cho lén, rồi cái nó giả bộ nghèo khổ để cho mình không biết. Không được, cha mẹ làm như vậy là không được. Bây giờ mình phải tìm cách làm sao thưa nó ra, rồi hả kêu nó đưa cái tài sản ra làm sao chia cho vợ chồng mình. Bà bình tĩnh coi. Trời ơi, bà làm như nước sôi tạt vô mặt bà. Phải thật bình tĩnh mà xác định coi có phải đúng như vậy không. Còn xác định cái gì nữa, tiền ở đâu nó có, chỉ có cái đường đó thôi.
Chỉ có một cách thôi. Hoàn cảnh này tôi hiểu lắm. Dạ. Anh đang sao lấy cá đìa giang nha. Dạ, cảm ơn anh. Em trời đúng, ơi đúng. Em ơi em. Anh em chị hơi giống của anh. Trời ơi, lên nhà cao quá, muốn sạc sạc cái đầu gối luôn. Trời ơi, đỡ 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 không được nữa, khổ ghê. Trời ơi, nhà sao mà rộng rãi cao ráo, ném chút là leo không được rồi. Sao trời ơi bà ơi, ở trong nhà của nó trưng toàn là đồ quý không mà bà ơi. Vậy à? Để đó tôi. Trời ơi. Sao bà thấy cái gì không? Ông thấy cái gì trong đó vậy? Toàn là đồ quý không à. Tôi chưa thấy gì hết. Bà lại lãng quá. Gấp quá. Ủa, nhìn không kịp. Anh chị qua đây chung một lúc, qua đây chơi hay có chuyện gì không? Anh chị qua đây gặp em cũng có số chuyện. Có gì? Em ruột của anh dạo này mau ăn tâm lớn quá hen. Ông có duyên ghê. Hả? Làm ăn khấm khá. Quên á. Em ruột của anh dạo này làm ăn khấm khá quá ha. Ủa em làm cái gì mà em phất mau quá vậy? Em đâu có làm gì đâu. Em gặp may mắn thôi. Gặp may. Dạ. Gặp may có nghĩa là em sao? Không làm gì hết mà củ cải có sẵn á hả? Hả? Em làm còn không đủ ăn nữa, lấy đâu ra củ cải? Đó, ông thấy chưa? Nó nói là nó làm không đủ ăn thì làm sao có của cải như hôm nay? Có nghĩa là lấy ở đâu ra? Của ba má để lại. Giờ nó lấy hết phần của ông rồi. Bây giờ ông hỏi nó đi để lấy lại phần của mình nhanh lên. Thằng kia, bây giờ nè, mày nói quịt tẹt ra đi, khỏi mất thời gian. Của cải đó có phải là ba má cho mày rồi mày giấu mày giếm, bây giờ mày mới đem ra mày bán để mày xây nhà mày mua đất, đúng không? Đúng không? Không phải. Cha mẹ để lại bao nhiêu thì em phải nói cho anh biết để chia đồng đều chứ. Với lại cha mẹ để lại bao nhiêu anh nắm rõ hơn em mà. Bà qua đây để tôi bằng việc chứ. Nè, tao nói cho mày biết nha, mày phải khai báo thành thật nha. Chứ tao mà kiểm tra thấy mày có những lời dối gian á nha, là tao đưa mày lên huyện đường đó. Lúc đó là có chuyện lớn nè. Là chuyện lớn à? Đúng không ông? Em đã nói là không phải của cha mẹ mà của người khác. Cái gì? Mày nói vậy? Tự nhiên cái con người ta dư của đem lại cho mày để mày xây nhà, mày mua ruộng hả? Mày nói chuyện cho giống ở trong cổ tích luôn. Hoang đường. Em cũng thấy hoang đường nữa. Em có nói anh chị cũng không tin đâu. Mày chưa nói là tao đã không tin rồi. Đúng rồi. Mà ai? Ai? Anh có nhớ cái ông ăn xin hôm bữa vô nhà anh không? Tào lao. Thời buổi đối khác vậy, ăn xin nó đông như ruồi á. Còn sao tao nhớ? Cái ông ăn xin hôm bữa vô nhà anh xin mà anh không cho, anh đuổi người ta đi đó. Trời ơi em ơi, em nói chuyện nghe mắc cười quá. Em nhìn chồng chị đi, từ xưa tới giờ có ăn xin nào vô nhà chị mà ổng không đuổi ra không? Có ai mà ổng rước vô nhà đâu. Rùi mũi đu giọng ổng còn đuổi nữa mà. Anh ráng nhớ lại đi, cái hôm buổi chiều mà em qua em xin anh chị chén muối, xong rồi có ông ăn xin ổng cũng vô xin lúc đó luôn. Ông làm cái gì mà hết hồn vậy? Có phải là ông già ốm như ma cây, rung như cày sấy mà ông sắp chết rồi đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Đúng không? Rồi, mày đừng có nói tao là ông chết rồi cây, ông cho của cải mày để mày xây nhà, mày mua đất nha. Cái chuyện đó hoang đường quá. Ông không có chết. Cười. Ông là ông tiên. Hả? Ông tiên. Dạ. Chắc tao đứt ruột gì mày quá. Khoan đã. Hả? Ông Tiên, ông xuất hiện ra, ông cho tiền mày. Mày mua nhà hả? Tiên không có cho em tiền, Tiên cho em vàng, nhiều vàng lắm. Ai tin? Ai tin? Em cũng không tin nổi nữa. Hôm đó em thấy ổng tội nghiệp quá, em mới đưa ổng về nhà, cho ổng ăn chén cháo. Ổng ăn một lần hết nguyên nồi cháo của em luôn, em chưa kịp ăn chén nào hết. Ăn xong rồi ổng nói là em nghèo, nhưng mà em thương người, ổng mới cho em đó. Ông già mà ăn hết một nồi cháo. Ông già đó không phải là người mà là quỷ hay gì á. Một mình ổng ăn hết nồi cháo luôn. Nó mới nói là tiên. Ổng là tiên hả? Cho nhiều. Ông Kim đi theo ổng. Hồi đầu vợ chồng em cũng bán tính bán nghi. Ông dẫn tới một cái đình, có hai con chó đá. Hả? Chó đá sao nữa? Ông gõ vô con chó đá ba cái, con chó đá mở miệng ra,
ở bên trong có rất là nhiều vàng đó. Hả? Ông nói là muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Em thò tay vô, nhưng mà vợ chồng em chỉ lấy vừa đủ để xây dựng cơ ngơi thôi. Cái đình đó nó nằm ở đâu? Tào lao quá. Sao tào lao? Hỏi là phải hỏi cho ngay cái điểm chính. Để tôi em ruột bây giờ em ruột có thể chỉ cho anh biết cái chỗ mà con chó nó đang đứng giúp giùm anh được không? Trời ơi, thì nó đã nói rồi đó, cái chỗ con chó đứng là ngay chỗ cái đình đó. Thì bây giờ vậy nè, cứ chỉ ngay con chó đó thôi, còn ông tiên á thì anh không cần thiết hen. Gì? Bây giờ không có ông tiên thì làm sao con chó đá nó hả họng để mình lấy vàng ra được chứ? Bà, ông này, bà tôi nói bà cao không nổi, bà biết một chứ bà không biết mười. Là sao? Gặp con chó đó đi. Con chó đá đúng không? Đúng rồi. Đập banh cái cục đá đó ra, hút vàng. Mới gì gặp ông tiên. Hai đứa hút cho nó nhanh chứ. Thò tay vô chi cho nó cực vậy. Em rủa. Em chỉ cho anh cái con chó đó thôi. Còn cái chuyện mà gặp ông tiên hay không, không đó cần anh thiết. Tính sao? Giúp anh chị dạ. Nghe em. Trời ơi dễ thương quá à. Phải chỗ này không? Chỗ này nè. Kìa. Chờ tôi vào chứ. Vào đâu bà ơi. Nè, chờ tôi. Đây rồi. Trời ơi, đúng là con chó đá nè ông ơi. Con chó đá của tôi đây rồi. À quên nữa. Bên nào ta? Bên nào? Tôi nhớ rồi. Thằng em yêu dấu của tôi nó nói là con chó đá bên tay trái. Cái vụ gì chứ cái vụ vàng là tôi nhớ dài lắm. Bên tay trái ông. Bên tay trái. Nhớ là gõ ba cái. Đây, bên tay trái đây. Vậy là bên này. Bắt đầu tôi gõ nghe. Gõ đi ông. Ui da. Chết cha rồi. Tôi nghe cái cốc luôn nghe. Có sao không? Có sao trời không? Trời ơi. Sao không đau? Cái tay này mà gõ vô cục đá, hỏi sao mà không đau? Thì ông nghĩ sao vậy? Nó là cục đá, lấy cái tay của mình gõ vô vậy gãy xương hết rồi, sao? Rồi. Hững vàng đi. Ông làm gì vậy? Tôi mới gõ ba cái đó. Ông gõ hay ông gãi? À vậy hả? Trời ơi, cái đó là ông gãi chứ ông gõ cái gì? Tôi nhớ rồi. Nó nói là đánh ba cái là gõ ba cái mạnh lên mới được. Đây. Mày chết mày với tao nè. Ông làm gì vậy? Tôi chọt vô cuốn họng nó ba cái là nó ói vàng ra. Ông nghĩ sao chọt vô mà nó ói ra được? Nó tức quá là nó nín luôn đó. Ủa vậy hả? Chứ cái gì nữa? Bây giờ gõ ba cái hả? Gõ ba cái. Rồi, chiều ý bà luôn. Rồi. Rồi chưa, chuẩn bị chưa? Để tôi hứng cái đã. Rồi chưa? Một nè, hai nè, ba nè. Vàng sẽ tuôn ra thôi. Không có vàng. Ủa cái gì kỳ vậy? Không thấy gì hết trơn. Trời ơi, trời bây giờ làm sao đây? Ủa cái gì kỳ vậy ta? Ông nhớ là con chó bên nào? Nó nói con chó bên trái. Chó bên... Trời ơi, bên đây làm gì là bên trái? Cái gì? Bên trái bên này. Cái gì kỳ vậy? Bà đứng chỗ đó thì bà nói bên trái bên đó. Tôi đứng đây thì con chó này, con chó bên trái. Nhưng mà ông gõ tay trái bên này không đúng á, thì bên trái là bên này. Vậy hả? Chứ bên sao? Này đúng rồi. Thử đi. Rồi gõ đúng không? Rồi lẹ lẹ gõ đi. Một lên nè. Coi sao. Hai nè. Ba nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao nó cũng không ói ra vậy? Thấy không khí không à ông ơi? Cái gì kỳ vậy ta? Vậy là sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi nghe nói là phải có ông tiên. Ông tiên hả? Ừ. Ông tiên. Đúng rồi. Ông tiên. Ông Tiên ơi. Kêu đâu trên đó? Tiên sao? Nó nói là nó gặp ông Tiên là cái ông ăn mày đó, rồi mới biến thành ông Tiên. Hiểu không? Ông ăn mày là ông Tiên hả? Thì đó. Như vậy là tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi với bà về nhà, bàn cho kỹ cái kế hoạch, bàn cho thật là tỉ mỉ, thật là chi tiết, cho thật là chính xác. Xong tôi với bà thực hiện theo kế hoạch đó. Được đó. Bây giờ đi về. Đi về. Chó cưng của ta, con có bị đánh đau lắm không? Đồ tham lam, ta sẽ cho ngươi một bài học, chừa cái tội dám đánh chó cưng của ta. Ai biểu? Biểu gì? Ông á, hở ăn mài xin là ông đuổi ra khỏi nhà, có khi còn xịt chó cắn người ta nữa. Mà tôi thấy ông già đó cũng kỳ nữa, giả dạng hết người này người kia, gạt người khác à. Tiên ông gì, sống không có chân thật gì hết trơn á trời. Phải tìm cho ra ông tiên đó mới được. Tìm
tìm bây giờ tìm ở đâu ra hả? Ông nói đi. Mà bây giờ tìm ra ổng cũng như không. Tại vì mình đối xử với ổng như vậy, tìm ra ổng chưa chắc gì ổng cho. Ổng phải cho. Sao ổng biết ổng phải cho? Bà không biết gì hết trơn. Người ta thường nói á là đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh người chạy lại. Với lại ông thấy mình thành khẩn, thế nào ông cũng quay lại ông cho. Bây giờ lỡ làm cái cách đó rồi mà ông không cho thì tính sao? Thì làm cách khác. Bà hỏi tôi toàn là câu khó không à. Lỡ gì hả? Bây giờ á, bà phải đi kiếm hết ăn mày ăn xin ở cái làng cái xã này về đây, thiết đãi người ta đàng hoàng. Ông nói cái gì? Ông nói cái gì? Trời đất ơi, có đi tìm á thì đi tìm một mình ông già đó thôi, mình về mình lo cho ổng. Tự nhiên gom hết ăn mày ăn xin về đây lo, sao lo cho nổi? Bà... mà chưa nói hết nha, ăn mày ăn xin á mà biết ông cho ăn chùa hả, thì nó kéo cả làng của nó tới nhà của mình, rồi nó chay chét trong nhà của mình, rồi cái kho lúa của ông á là nó bay sạch hết chứ ông đừng có nói. Đó, bà mới nói đó. Ông Tiên ông biết là mình biết ông rồi thì ông dạy gì mà ông biến ra ông già đâu nữa. Ông muốn biến, ông là tiên mà, ông biến ra cái gì không được, đúng không? Nhiều khi ông biến ra ông già khàn hơn ông già đó làm sao, hoặc là ông biến ra một đứa mới sanh ra làm sao, làm sao biết được. Cho nên bà phải mời hết tất cả về đây. À, giống như là mình bỏ vốn bước đầu đi, tới chừng mình thò tay vô bụng chó đá được rồi đó, mình hốt vàng về, mình hốt càng nhiều càng tốt, hốt gấp 5 lần, hốt gấp 10 lần để bù lại cái chuyện mà bỏ vốn ban đầu cho thỏa mãn bà. Ông nói tôi thấy cũng đúng. Thấy vàng là tôi mê à. Mà thôi. Thôi gì nữa? Nghĩ đến cái đám ăn mại vô nhà mình á, nó trầy trét, nó khố rách áo ôm, trời ơi tôi thấy nó gớm quá đi à. Bà gớm chắc tôi không biết gớm à, nhưng mà bà ráng chịu đựng đi. Bà biết sao không? Sao? Tôi tưởng tượng ra cái cảnh mà tôi gặp con chó đá rồi nghe. Tôi thò vô bụng của chó đá, tôi chấp được cục vàng. Cái ông già này. Tôi tưởng tượng lộn. Vàng nghe, vàng cho no bụng nghe. Chừng nào hết á, hết cái đến đây lấy tiếp nghe. Cảm ơn ông bà. Đây, múc đầy luôn nè, múc đầy luôn nè. Trời, cảm ơn bà. Ăn no rồi, hết ra đây lấy tiếp nghe. Dạ. Trời ơi, bà thấy chưa? Bà thấy tội ghê chưa? Nhìn mà muốn rớt nước mắt luôn á. Đây. Banh vỏ ra bà. Ăn mày nè. Què quặt nè. Thôi đi. Cơ nhở nè. Cho tao nói đi, ưu tiên cho người ta đi, người ta tật nguyện. Đó. Thì nào ăn hết lại đây, ông bà cho thêm nghe con. Nè, rồi, nè. Đưa đi. Dạ, dạ cảm ơn ông. Trời ơi, thấy tội ghê chưa? Nhiều quá. Thấy chưa, tao mừng thấy chưa? Thấy chưa? Nó mừng mà nó cảm ơn ông bà, cảm ơn ông bà. Ừ, vậy đi con. Lắm. Ông Tiên ơi. Ông Tiên ơi. Tiên ơi Tiên. Để coi Tiên có đứng trên cây không? Trời ơi, ông nào trên cây mà ông nhìn. Ông Tiên. Nè. Hả? Ông làm cái gì vậy? Hỏi ông hỏi. Ông làm cái gì vậy? Bà không thấy hả? Thấy gì? Ông cầm kìa. Cầm đầu ông á. Thôi được rồi, để tôi hỏi luôn cho. Hỏi ông hỏi làm cái gì đâu không à. Thấy ông ăn mày đâu không? Không biết. Không phải xác ăn mày, nhưng mà hồn tiên. Đúng rồi đó. Thấy đâu không? Đồ khùng. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông nghe. Hồn tiên ơi, ở đâu tôi không thấy, mà tôi thấy mệt muốn đứt hơi rồi. Mệt quá à. Chịu cực chút xíu đi, than hoài. Chịu hoài mà có thấy sướng đâu. Biết rã dọn vậy á, tôi kêu ở nhà đi, một hai đồ đi theo. Ủa, ở nhà mình á, để cho mình ông lấy vàng hết hả? Quay cái gì nè. Tiến thẳng gặp ông Tiên. Tiên. Tạo cho ông Tiên một sự bất ngờ. Là sao? Cụi nè. Ông Tiên. Cho ít tiền đi. Không phải ông Tiên.
ông tiên có biết rằng tụi con đi tìm ông tiên mệt lắm không? Ông thử ông hiện ra ông đi tìm con coi, ông mệt không? Trời ơi ông ơi, ông làm gì giống như chó rượt bà vậy? Trời ơi, tôi mệt quá mà. Bà làm cái gì giống như ma đuổi bà vậy? Ma đuổi cái gì? Ông đi về nhà mà ông coi đi. Trời ơi, ăn mày ăn xin gì mà nó kéo cả đàn cái lũ lượt vô nhà mình kìa. Cười cái gì? Người nhà của mình hả, nấu đồ ăn không kịp bưng lên cho nó ăn nữa. Rồi nó đè lên, nó giành giật. Bây giờ sụp luôn cái bếp của tôi rồi. Ông tiên thử mình đó. Tôi nói cho ông biết nha, tiên là tôi không thấy rồi đó. Mà tôi thấy toàn là đám phàm phu tục tử hôi hám không à. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi thua luôn rồi. Ông giỏi, ông về nhà ông tiếp đi. Trời ơi, khổ quá. Đã chịu đựng mấy tháng nay rồi, còn có chút xíu vậy nữa là hưởng lộc rồi. Ráng đi. Thì đó, tôi đã chịu đựng mấy tháng nay rồi đó. Bây giờ một phút nữa tôi cũng chịu đựng hết nổi rồi. Ông giỏi thì bây giờ ông về ông chịu đựng giùm tôi đi. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Thôi, đứng đây đi. Đứng đây chờ tôi khấn lần cuối coi. Nhiều khi lên nghĩ làm sao. Bực bội hả? Tiên ơi, Tiên, ba hồn chinh với ông Tiên. Ông hiện ra ông cứu giúp vợ chồng con coi. Tụi con đuối lắm rồi, tài sản của tụi con cạn kiệt hết rồi. Ông Tiên ơi, ơi. Ông này, thôi đi, không có kêu gì hết trơn trọi á. Ông kêu cũng không có ai lên tiếng đâu. Không có ông Tiên nào hết á. Đi về nhà liền, để đám ăn mày lấy đồ không có cái quần mà mặc bây giờ. Ê, bà. Nhìn kìa. Thôi được rồi. Mừng quá. Bà, ông Tiên. Tôi phát hiện Tiên trước. Nè. Tôi trước. Của tôi. Tôi phát hiện trước. Của tôi thấy thôi trước. Nghe. Tôi mệt bà lắm rồi nghe. Mệt gì? Bà nhường chồng bà chút xíu không được hả? Hả? Công nhận nha, cái mùi thơm trong người Tiên nó khác như người bình thường vậy đó. Cái mùi thơm mà nó cảm thấy cay khai sao á. Ông Tiên á nha, ông giận Tiên luôn á. Tiên đi đâu mà không hiện ra sớm cho vợ chồng con gặp vậy? Tiên có biết là mấy tháng nay nè, vợ chồng con đi tìm Tiên tốn kém lắm không? Dạ không. Vợ chồng con tìm Tiên tha thiết da diết lắm không? Dạ. Vợ chồng con nói chung là đi tìm Tiên cực khổ lắm. Thấy Tiên là con thấy có nguyên cục vàng rồi. Dạ. Dạ. Một cục lòng tốt rồi. Dạ. Dạ. Khoan. Dạ. Dẫu ta có là Tiên. Dạ. Mà hai ông bà cứ xử vậy, ta giống Tiên sẽ phai quá. Tiên, không có đâu Tiên ơi. Thôi, ta chỉ là ông lão ăn mày chứ có Tiên Phật gì đâu nè. Ghét quá đi. Ghét quá đi. Ghét dễ sợ. Ghét dễ sợ. Tiên khiêm tốn quá hà. Dạ. Thật ra vợ chồng con á nghe, nhìn Tiên là biết ông Tiên rồi. Dạ. Nhìn Tiên á là thấy thương rồi. Tiên ơi, thật ra là Tiên tha lỗi cho vợ chồng con nghe Tiên. Cái hôm đó vợ chồng con có mắt như mù, dám hỗn xược với Tiên. Lỡ làm sai có một lần thôi mà hối hận cả đời với Tiên. Con ân hận quá mà. Tiên ơi, xin lỗi Tiên nha. Tiên đừng buồn vợ chồng con nghe Tiên. Thôi, tắm rồi, Tiên không có thích tắm cái nước này. Nước này nó rít quá hả? Dạ, có mùi. Dạ Tiên, dạ con xin lỗi Tiên. Ở đời không ai tránh được sự lỗi lầm. Dạ. Nhưng mà thấy hai ông bà có lỗi lầm mà biết ăn năn hối hận. Dạ. Khóc lóc như vậy làm Tiên không thấy thương quá. Dạ. Thôi, Tiên bỏ lỗi dạ, cho rồi đó. Cảm ơn. Dạ. Hết giận rồi đó. Dạ. Thôi hai ông bà về đi ha. Dạ. Cảm ơn Tiên nhiều lắm. Dạ, cảm ơn Tiên nhiều lắm. Dạ. Tao qua bà. Gặp Tiên là thỏa mãn rồi đúng không? Mãn nguyện quá rồi, thôi đi về đi. Đi về. Ủa? Đâu có được. Tiên, cái gì nữa? Mấy tháng này tốn biết bao nhiêu là của cải mới gặp được Tiên. Đúng
đúng rồi. Đâu để cho tiền đi dễ dàng như vậy được. Không dễ dàng như vậy được. Phải lôi tiền về nhà để lấy vàng lại chứ. Dạ không, dạ không, dạ không. Để cái gì bà nói đi. Lấy lòng. Dạ, để dạ, lấy dạ. lòng. Dạ. Hôm nay ông có cái bánh tét ăn được rồi. Bỏ trời đi, đi. Cái này ăn cái gì. Cái này bỏ ăn đi. Cái gì. Ăn cao lương mỹ vị. Cái này để cho gia đình ăn. Không, nhiều khi đồ của tiên để dành cho vợ chồng mình ăn. Mình ăn. Tiên ơi, con thấy vậy. Bây giờ tiên không đói thì chiều tiên cũng sẽ đói. Dạ. Nếu mà chiều nay tiên không đói dạ. thì ngày mai tiên cũng đói. Dạ đúng rồi. Nếu mà ngày mai tiên không đói thì con sẽ giam tiên đến khi nào tiên đói thì vợ chồng con đãi cho tiên ăn. Cái này không được nè, cái này bậy nè. Dạ không phải giam mà là giữ trong nhà. Dạ giữ trong nhà đãi ăn uống. Dạ. Dạ. Thật là lòng tốt quá hai ông bà, xưa nay hiếm gặp. Dạ. À mà nếu hai ông bà mà tiếp khách cái kiểu đó thì đằng nào cũng đói. Dạ. Thôi thì không thể từ chối được rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta cùng về nhà dạ. vậy. Dạ. Tiên ơi, tiên ơi, tiên ơi. Con thấy tiên già tiên yếu rồi. Dạ đúng rồi. Con cũng già. Nhưng mà con thấy sức khỏe của con có thể là tốt hơn tiên. Dạ. Thôi để vợ chồng con cõng tiên về nhà. Dạ. Cõng đi mình. Dạ mời thôi. Tiên. Thôi thôi khỏi. Thấy ta già già vậy chứ còn sức khỏe lắm. Hai vợ chồng lo cho thân mình đi. Dạ. Không cần ta đi vậy trước. Vậy mời tiên. Công nhận tiên tốt với hai vợ chồng mình quá. Sợ vợ chồng mình mệt. Cõng tiên về nhà mệt, sợ lấy vàng không được. Dạ, tiên tốt bụng quá. Bây giờ vợ chồng mình qua cổng tiên về để lấy lòng tiên. Đúng rồi mình ơi, hay quá. Tiên. Ủa? 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 Ông Tiên mới đây đâu rồi? Mới đây đâu rồi? Sao? Sao ông Tiên giống chơi trò trốn tìm quá vậy hả? Trời đất ơi, bây giờ biết tìm ông Tiên ở đâu bây giờ? Bà hỏi tôi hỏi ai? Hồi nãy ông nói với mình là ông sẽ đi về nhà trước. Ừ. Đúng không? Có bao giờ ông lừa gạt mình không ta? Đúng rồi, có bao giờ lừa gạt mình không? Sao được? Tiên thì không bao giờ lừa gạt người thường. Chỉ có người thường lừa gạt tiên thôi. Đúng rồi, từ xưa tới giờ tiên lúc nào cũng tốt hết á. Không bao giờ lừa gạt mình hết. Với lại tôi xác định ông này là ông Tiên. Sao mình? Bởi vì ông đã quá phép, ông biến mất tiêu rồi. Đúng rồi mình ơi. Ừ. Là ông Tiên, là thằng Út không bao giờ nói sai với vợ chồng mình đâu. Đúng rồi. Vậy là mình sắp có vàng rồi. Mình ơi. Thằng Út em ruột của tôi á, thấy nó tốt không? Tốt quá mình ơi. Tôi là anh đó, tôi cũng tốt luôn á. Tôi thấy mình hơi gian chút xíu nhưng mà được được. Thôi 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 thôi, về nhà gấp. Để tiếp tiên. Vậy. Tôi về trước nha. Tôi về trước. Không, ông chờ tôi về trước. Tiên ơi, Tiên. Ông tới nhà mình chưa? Tiên ơi. Trời ơi. Tiên ơi, Tiên. Ông Tiên đâu? Trời ơi. Tiên. Tiên nghĩ sao vậy? Về nhà con rồi á, sao Tiên ăn mấy cái bánh rẻ tiền này chứ vậy? Ông Tiên muốn ăn cái gì? Ông Tiên nói đi. Gà, heo, bò, vịt, hen. Người đâu? Thôi, kêu người cái gì? Nói thẳng tôi đi. Nói thích ăn cái gì, tôi vô tôi làm cho. Thôi, có cái gì sẵn đó, dọn ra ăn thôi, khỏi mất công. Đâu có được, Tiên. Vợ chồng con đâu có thể nào mà tiếp đãi Tiên sơ sài như vậy được. Dạ. Bà, sao ông? Vô trong bếp, giết mấy con gà. Giết mấy con heo luôn. Hả? Sẵn làm con bò tơi luôn đi. Rồi lấy mà những cái thứ mà ngon nhất trong các con đó đó ra đãi Tiên. Trời ơi, nhiều vậy sao ông ăn hết? Ăn không hết hay không á là chuyện của ông Tiên. Còn con cháu tụi mình á phải có bổn phận đãi tiếp ông Tiên. Ông Tiên ăn không hết bỏ. Thôi bây giờ vậy nè, cái gì làm ăn đơn giản thôi, để ta còn phải đi nữa. Dạ. Đó, bà thấy chưa, bà thấy ông Tiên thương vợ chồng mình chưa? Còn ngồi đó cười nữa. Đúng vậy. Giết một con gà thôi. Biết rồi. Trời ơi, sạc nghiệp quá. Còn cái này? Cái này để con ăn. Con cho ta ăn gì chắc ta chết quá. Dạ. Ông Tiên. Uống đi ông Tiên. Ông Tiên thấy ăn thịt gà của nhà con ngon không? Vợ con làm gà mái tơ cho Tiên ăn. Dạ. Tiên thấy thịt gà mềm không? Uống đi Tiên ơi. Nè, rượu này con ủ 3 năm rồi con mới đem ra. Ai quý lắm con mới mời đó. Nè, dạ. Uống đi, uống hết giọt cuối cùng này luôn đi. Dạ đúng rồi đó Tiên.
thường thân thiện mà quý lắm á, nhà con mới đãi rượu đó đó Tiên. Dạ. Tiên ơi, ngồi ăn chung với ông á, con thấy cảm giác nó ấm áp gì đâu á, giống như là ngồi chung ăn chung với cha mẹ gì đó. Dạ, giống như là cha mẹ vậy đó. Ăn nữa đi Tiên, ăn nữa đi Tiên. Dạ. Ngon không Tiên? Xong rồi. Bây giờ Tiên no thật sự rồi đó hả? Thôi giờ vậy, Tiên no rồi, Tiên ăn nữa đúng không? Dạ tới còn ăn. quên. Bây giờ Tiên ăn no rồi, bây giờ làm gì ta? Ăn no rồi. Bây giờ cho Tiên ngủ. Ngủ. Hả? Ngủ đi Tiên. Ngủ đi. Rung Tiên ngủ. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Cái gì vậy? Bà về mẹ Tiên hả? Tôi quên, tôi lộn. Rồi để tôi ru lại. Gió mùa thu con ru mà ông ngủ. Ê bà. Hả? Tôi thấy mình làm nó sai sai gì á. Sai gì? Mình mời Tiên về đây ăn. Tiên ăn no xong có sức. Thì phải dắt Tiên đi tới cái chỗ của Tiên chứ. Mới về ru Tiên ngủ. Đúng rồi, tôi quên. Kêu Tiên dậy. Dậy Tiên. Dậy. Cái gì vậy, mới theo kêu dậy hả? Dạ. Không, dạ đúng không rồi. Không ngủ nữa, đi liền. Tiên ơi, Tiên no chưa? Anh nói dạ. Thôi vậy nè, hai chồng muốn gì nói đi. Đâu có gì đâu Tiên. Đâu có gì đâu. Chủ yếu là vợ chồng con mời Tiên về đây ăn á, là để vợ chồng con chuộc lỗi đó mà. Hôm dạ. rồi mà tụi con có lỗi với dạ, Tiên đó. Dạ đúng rồi. Hai ông bà cực nhọc mấy tháng trời. Dạ. Tiên chưa bằng được ta. Dạ. Tiểu tới về đây. Dạ. Bắt ta ăn thiệt là no. Dạ. Chưa kịp lau miệng nữa đè xuống ngủ. Dạ. Ngủ mới thiêu thiêu đã bắt ta dậy. Dạ. Định mời Tiên ăn tiếp à. Thật ra thì hai ông bà muốn cái gì đây? Dạ. Dạ. Đúng Tiên là ông Tiên luôn á. Tiên hiểu được suy nghĩ của con luôn á. Dạ. Tiên đi guốc trong bụng cơ luôn á. Dạ, trong được non được già con luôn á. Dạ. Thôi lỡ Tiên nói như vậy rồi á thì con nói quịch tẹt ra luôn. Dạ. Dạ. Để cho Tiên hiểu. Dạ. Ở trên đời này sống là phải có công bằng. Dạ. Nhất là bậc Tiên thì phải làm cái gì đó cho nó anh minh, để cho người đời người ta học hỏi. Dạ. Đúng không Tiên? Rồi sao? Vậy là Tiên, Tiên cho thằng em rồi á thì Tiên phải cho thằng anh. Dạ đúng rồi. Làm như vậy nó mới đồng điều. Dạ. Bữa trước Tiên cho thằng em con vàng bạc gì đó. Dạ. Đúng không? Bây giờ Tiên phải cho con là anh ruột của nó. Dạ đúng rồi. Mà hôm rồi nó đãi Tiên á rất là sơ sài, đúng không? Dạ đúng. Huống chi mà vợ chồng con nè đãi Tiên cao lương mỹ vị nè, thấy không? Dạ. Gà đồ không mà, gà mấy tơ đồ không. Cho nên Tiên cho vợ chồng con dịu dịu chút cái Tiên. Làm sao? Tiên làm con mất hứng à. Ý là Tiên dẫn vợ chồng con đến chỗ con chó đá đó. Dạ. Đâu tao đâu có biết. Tao chỉ là ăn mày thôi mà. Có mà Tiên, đừng có giỡn. Dạ. Với con mà. Chữ chó đá có vàng đó. Con chó đá mà ngậm vàng, hải miệng ra rồi cây thọt tay vô lấy vàng ra. Dạ đó. Tao đâu biết đâu, tao chỉ là ăn mày thôi hả. Thôi mà Tiên. Thôi mà Tiên. Tiên giỡn với vợ chồng con hoài. Dạ. Nói tóm lại hai người đang cần vàng đúng không? Dạ. Vậy thì hãy theo ta. Đó. Nghe chưa? Dạ nghe. Vậy mà ngồi đó cười hoài. Làm gì? Không vô lấy cái gánh đi đựng vàng. À. Nè bà, nhớ đem theo bao 4,000. Em biết rồi. Không đủ mình nhét vô đồ cũng được. À. Tiên. Hả? Tiên thấy thương quá. Thơm không? Tiên thơm quá. Hai con à. Ủa ông Tiên, vậy là con nào có vàng? Con nào? Dạ. Bà cầm giùm tôi coi. Trời ơi, con chó này nó nhìn nó đẹp quá ông Tiên ơi. Ông Tiên, con thọt tay vô nghe ông Tiên. Bời. Thấy chưa? Tự nhiên tôi đút cánh tay vô họng con chó. Sao? Tôi thấy cái cảm giác đó là lạnh, giống như là có kim khí gì đó ở trong miệng con chó, nó tỏa ra bời. Vàng đó ông ơi.
Bà giật bao ra, bà giật bao ra. Đây đây nè, đây. Bà nhớ nghe. Hả? Đây cái bao đó rồi á. Hen. Rồi. Bà cố gắng làm sao cho đầy hai cái thúng đó luôn nghe. Nghe. Rồi rồi, tôi biết rồi. Gánh vác về không nổi á, kêu bọn gia đình gánh vác về nhà giùm. Ừ, tôi biết rồi, lấy lẹ ra đi, lẹ đi ông. Ông Tiên ơi, cô lấy ra nghe ông Tiên. Cái tay tôi nó đang là lạnh lạnh lạnh. Đụng tới vàng rồi đó. Nó muốn tê cống luôn đó bà. Đụng tới vàng rồi đó. Lẹ lên. Tới chưa? À, cái gì vậy? Ô, lấy ra sao, đi. Sao 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 rút tay ra không được? Sao rút ra không được? Rút mạnh ra. Ủa, lấy ông ra. Ông Tiên. Ủa sao 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 vậy ông Tiên? Sao cái tay con bây giờ nó cứ ngắt ở trong miệng con chó luôn rồi ông Tiên? Vậy sao? Vậy đó là phần của ngươi đó. Phần gì đâu? Nãy giờ có lấy cục vàng nào đâu phần. Chưa có lấy gì hết. Ông Tiên, ông đừng có giận với con nghe ông Tiên. Ông nói với con chó cho con lấy cánh tay ra được đi ông Tiên. Ngươi hãy đứng ở đó mà suy nghĩ những việc của ngươi làm đi. Tôi có tội tình gì đâu mà suy nghĩ. Tôi đối đãi với ông Tiên đàng hoàng quá mà. Con mời ông Tiên về nhà rồi con đãi ông Tiên ăn tràn bán ổng rồi. Ấy. Dạ không phải. Con đãi ông Tiên ăn no nê phủ phê rồi. Dạ. Thì bây giờ ông Tiên trả ơn cho con đi. Dạ, trả ơn đi ông Tiên. Ông Tiên, con hiểu rồi. Cái kiểu này là chắc chắn con chó nó lột cánh tay con với cánh tay ông rồi đó. Hả? Ông Tiên ơi, đây là cánh tay, còn đây mới là cục xương. Ủa? Ông Tiên đâu rồi? Trời đất ơi. Hả? Ông Tiên đâu rồi? Đâu rồi? Tiên ơi. Trời đất ơi. Ông Tiên. Ông Tiên ơi. Tiên ơi. Ông Tiên. Ông đừng có giỡn nha ông Tiên. Ông đừng có chơi trò trốn tìm với tôi nghe. Ông Tiên ra giùm con Tiên. Ông Tiên ơi. Để em. Bà phụ, bà kéo cái tay tôi ra giùm cái coi. Để đi. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Ây da, bà làm gì vậy? Tôi kéo tay ông ra. Tôi là con người chứ không phải là con thú đâu nghe. Bộ biết đau hả? Kéo nhẹ nhẹ thôi. Bà giật ra là còn cái cùi không á, chứ không còn bàn tay tôi nữa đâu đó. Hả? Ủa, nhưng mà giờ giật nhẹ thì làm sao mà kéo được cánh tay ông ra? Bây giờ vậy, bà chạy về nhà, bà lấy cây búa tạ lại đây cho tôi. Ủa, mà lấy làm gì? Đập bể con chó này ra để lấy cái tay tôi ra. Trời ơi, ông nghĩ cái gì mà kỳ cục vậy? Nghĩ cái gì kỳ cục? Trời ơi, ông nhớ lại đi hả? Ông xịt con chó á, cắn ông đuổi ông ra khỏi nhà là ông đã cho con chó đá đó, nó cắn cái tay ông rồi. Bây giờ á, lấy cái búa mà đập bể con chó đá này á là ông cho con chó nuốt chửng ông biết không? Vậy hả? Chứ sao nữa? Công nhận thằng cha Tiên này thâm độc thiệt. Ông biết tội tôi rồi thì thôi, ông còn dụ tôi đãi cho ông ăn tràn bán họng rồi. Chưa tha tội cho tôi, bây giờ bắt con chó ngậm cái tay tôi lại nữa. Cái gì vậy? Cái gì làm hết hồn vậy? Tôi chợt nghĩ ra rồi. Kiện cái gì? Không phải cái chuyện á mà ông kêu con chó xịt cắn rồi đuổi ông ra khỏi nhà mà ông trừng phạt ông vậy đâu. Mà ông nhớ đi, trước khi ông đi ông có nói là ngươi hãy đứng đây mà suy nghĩ những chuyện ngươi làm. Có nghĩa là ông kêu mình đứng đây nói ra hết những cái tội ác của mình gây ra, rồi mình nói trong sự thành khẩn kể hết, rồi mình hối lỗi sẽ cho con chó cho vàng mình lẻ hơn. Mình nói đi, mình có bao nhiêu tội ác mà mình nói hết đi mình. Bà nói gì vậy hả? Tôi có làm gì tội ác đâu mà tôi phải thành khẩn, tôi phải ăn năn hối cải hả? Bà làm gì vậy? Mình, bà cười gì? Mình nói chuyện như giỡn vậy đó. Em ở với mình đó mười mấy hai chục năm em còn thấy mình ác nữa mà. Hả? Sao mà ông Tiên mới gặp ông phát hiện ra được. Bà vừa phải tôi nghe, tôi ác cái gì? Nè, em nói cho mình biết nghe chưa. Mình á là mình tội đầy luôn chứ không có tội cái gì. Tội thứ nhất á là mình có cha có mẹ mà mình đâu có lo cho cha mẹ mình cái gì đâu. Không hề lo cái gì hết trơn hết trọi á. Đến khi cha mẹ mình chết rồi á, còn lập mưu tính kế để mà lấy hết tài sản của cha mẹ mình để lại, không cho thằng Út một cắc. Đã vậy á còn dành hết đất đai cho nó không chủng chút xíu vậy nè, để nó dựng cái chòi nó ở chứ không có được cái nhà. Ừ thì cái đó cái đó cái gì? Cái đó là tham lam. Đó. Cái đó là không có tình nghĩa với anh em. Còn cái tội thứ hai nè, cái tội này nó mới kỳ nè ha. Tội gì? Ở nhà thì có của ăn của để dư giả rồi, ăn tràn bản họng hết rồi. Đã vậy gia đình nó nghèo mà, nó làm có nhiêu tiền đâu. Vậy mà mỗi lần ông trả lương người ta, ông phải cắt chút, xén chút, chặn lại chút để làm gì hả? Ừ thì cái đó tôi tiết kiệm để cho mẹ con bà hả? Cho mẹ con tôi
Mẹ con tôi không có ăn mà ông giữ trong nhà không hà. Còn cái tội thứ ba mới quan trọng nè. Tội gì? Ăn mài ăn xin gì tới là ông xích chó đuổi cắn chạy hết ra khỏi nhà hết. Nhiều khi chạy ra khỏi nhà mà không còn cái quần để mặc luôn à. Rồi ông lấy cái quần đó ông làm cái gì? Làm cái gì? Làm nùi dẻ mà cũng lấy của người ta làm cái gì hả? Tôi có cảm giác là bà không phải là vợ tôi á. Bà là vợ của ông Tiên thì phải. Trời đất ơi, tự nhiên vạch tội của chồng ra cho mọi người biết là sao hả? Chết cha, tôi quên. Kiếm tôi cái gì tôi ngồi coi. Mỏi quá rồi nè. Ở đây có gì đâu ngồi. Thôi ngồi đại xuống đây đi. Phải là ngồi kề cận với con chó vậy. Cho ngồi chút xíu nha. Ê, trời ơi, nhìn ông với con chó sao tôi thấy ông hèn quá. Tôi thật sự con chó nó đứng sưng sững mà ông ngồi là nhìn hèn đúng rồi. Bà vừa phải tôi nghe. Mà khoan vậy nè. Vậy nó ngậm đến chừng nào nó thả? Chẳng lẽ tới tối luôn hả? Đó. Cái miệng ăn lá mờ đó. Nói chuyện là thú quắc. Cái này á, tôi nghĩ là ông Tiên đã thử thách cái lòng kiên nhẫn của tôi thôi. Thấy tôi thành tâm sám hối á, thì chắc có lẽ là một hồi ông hiện ra, rồi ông kêu con chó nhả tay tôi ra, rồi ông cho vàng gánh về thôi à. Vậy hả? Ừ. Thiệt không? Hay là ông cho ngậm suốt đời? Rồi cuộc đời của tôi sẽ như thế nào đây? Tôi còn có tương lai của tôi nữa chứ. Tôi là gì? Trời ơi, ông ơi. Tôi đói quá rồi, ông ơi. Có mấy cục vàng mà phải khổ thân vậy sao trời? Ông ơi, tôi đói. Cái gì vậy? Đói. Bà đói, chắc bà là con người. Còn tôi không phải con người à? Tôi là con chó đá hả? Bà làm cái gì mà tôi đã mệt rồi còn đu ở trong người tôi vậy? Tôi đói. Ủa, cái quần tôi bây giờ đây nè. Bà đứng dậy bà nói chuyện với tôi đàng hoàng coi. Nói gì giờ? Bà định chuồn về mình bà phải không? Bà bỏ đói tôi ở đây đúng không? Trời ơi, thì trước sau gì em cũng phải để cho tôi về. Để cho tôi nấu nướng rồi tôi còn bưng đồ tới cho ông ăn nữa. Chứ chẳng lẽ để hai đứa ở đây chết đói hả? Ừ, bà nói vậy tôi nghe cũng được. Mà bà về rồi bà nhớ nấu nướng lẹ lẹ, bà đem ra cho tôi nghe. Tôi biết rồi, nghe tôi dặn nè. Cái gì? Thôi ở lại á, thành khẩn sám hối tội lỗi của mình đi. Biết đâu á, ông Tiên cũng nghe được lời thành khẩn của mình, ông tha tội cho, lấy tay ra được còn lấy vàng về nữa. Thôi mệt rồi quá, bà về lẹ đi. Bà nhớ đem cơm lại cho tôi á, rồi đem cho tôi cái ghế, đem nước cho tôi, rồi đem cái gì mà để cho tôi tè tôi ị á. Cái ống nhổ. Nhớ đó. Biết rồi. Đi lẹ đi. Ghê vậy đó. Bà khổ chắc tôi sướng à. Vàng bạc đâu không thấy. Thấy cái bụng đói đem về. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè trời. Bà làm cái gì mà giờ này mới đem ra? Cái gì mà lâu quá vậy hả? Thì cũng từ từ nấu nước rồi nấu cơm, rồi mới đem ra đây đút cho ông ăn chứ. Đút miếng nước coi. Hả? Ông ra coi. Ủa mà cha. Cái gì con yêu? Cha thò tay vô chổng á, cha có cảm giác gì không? Mày ngồi đây đi, mày biết cảm giác sao? Nói chuyện ra, nói câu gì đâu không à. Bà dẫn cái thằng mập ra đi chi vậy hả? Trời ơi, hở cái la nạt nộ con gái à. Thì nay mai gì á cũng phải có người thế tôi thăm nuôi ông chứ. Chứ chẳng lẽ vợ tôi ở kè kè với ông suốt ngày suốt đêm ở đây sao được? Tôi biết mà. Hai mẹ con bà định chạy làng phải không? Chạy làng gì chạy làng? Chạy qua xóm mượn đồ về nấu cho ông. Không sao đâu cha, có con đem cơm cho cha mà. Ừ. Nhìn cha thấy thương quá. Vậy có hiểu với cha con. Mỗi lần mà cha đi tè, đi ị chắc khó lắm ha. Mày thấy tôi đang ăn không mày? Mày nói chuyện tôi rụm mà. Mày dẫn cái thằng mập mày về em tôi coi. Thôi ông đi, khổ quá. Con á bây giờ nó còn nhỏ nó không biết nữa, hỏi cha hỏi mẹ. Cha mẹ làm ơn nhẹ nhàng giải thích cho con nó hiểu, chứ mỗi lần nó hả họng nó hỏi ra là nạt vô trong mặt nó. Rồi mai mốt nó gặp người ngoài á, nó thấy gì nó không biết, nó không dám hỏi, rồi nó ngu luôn rồi sao? Tôi có đem theo cái ống nhổ cho ông á. Ông ăn xong rồi có muốn đi muốn gì trong đó thì đi đi. Đúng rồi đó cha, cha đi nhớ kỹ kỹ nha, coi chừng người ta đi đường người ta thấy người ta cười đó. cười mãi cha mày, cứ cười ai hả? Ông còn sống đây mãi đâu người ta cười. Trời ơi, sao tôi bị con làm gì vậy nè trời. Tôi hối hận rồi ông Tiên ơi.
Tha lỗi cho con đi ông Tiên ơi. Ông, ông sao vậy? Sao không chịu ngồi mà đứng đó? Bị gì hả? Tôi sắp gần đất xa trời rồi bà ơi. Cha ơi cha, cha sắp chết rồi hả cha? Ý trời, sao con nói bậy vậy con? Thì thôi, ông hối cải đi. Ông nói với ông Tiên là ông hối cải, ông nhận lỗi của mình. Ông thành khẩn đi. Rồi để ông Tiên ông tha thứ tội, rồi rút tay ra rồi đem vàng về. Bà nói nghe hay quá. Tôi đã xin lỗi cả trăm cả ngàn lần rồi. Mà ông Tiên, ông có chịu nghe đâu. Ông có thấu lỗ tai ông đâu. Con trai mập yêu dấu của cha. Dạ. Mai mốt mà con lớn lên á, con đừng có giống tính cha nghe con. Dạ. Con gặp người nào khó khăn á, con phải chia sẻ. Gặp người ăn xin ăn mài á, người ta xin cái gì cho cái đó nghe con. Dạ con biết rồi cha. Ừ. Không được xịt chó cắn người. Ừ. Không được bày mưu tính kế cướp của ai. Ừ. Không tham lam. Ừ. Không. Thôi. Mà nói nhiều quá. Làm theo những điều mà cha nói được rồi. Vậy đời tao hả? Thôi. Con nó đã nghe lời nó nhắc lại đúng cái lời đó là ông dạy nó thôi mà ông cũng la con nữa. Ôi da. Hả? Ây da. Gì vậy? Sao tôi đau quá vậy ta? Đau sao? Đau đâu? Ôi da. Mà ông bị cái gì? Mắt tè. Hả? Mắt tè hả? Cái ông nhổ đâu? Ông nhổ đâu? Ê chết. Trời ơi tôi đi mà tôi quên mang theo rồi. Trời ơi chết tôi rồi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Giờ ông kẹp chân lại đi. Cha chờ con về con lấy nha. Dạ thầy dạy con á, không được phóng uế nơi công cộng. Thôi, cái tướng mập của mày á, đi về tới nhà đem cái ông nhỏ tới đây á là tao thè trong quần luôn rồi. Chứ bây giờ tính làm sao bây giờ đấy? Bây giờ hai ba con bà làm gì? Ông của trả đá đây vô bùn lùm giùm tôi một cái. Để cho tôi nhẹ người cái phụ mẹ cái. Dạ. Trời ơi nặng quá. Trời ơi tôi khiêng không nổi nè ông. Trời ơi cố gắng lên coi. Nặng quá cha. 1, 2, 3. Chắc trong chết cho bà ơi. Ông ơi chắc tôi cục xương sống quá. Bà khiêng không nổi bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ bây giờ bà để tôi chạy trong quân. Trời ơi. Bây giờ tôi biết làm sao. Tôi nói chuyện với bà nha. Hai mẹ con bà nhẫn tâm lắm. Tôi đã mặc thè ơi, mà bây giờ bà để tôi đứng ở đây. Ông nói rồi cái gì vậy? Đây làm sao? Tôi... Rồi bà con qua lại nhìn cái mặt tôi biết nhìn ai. Cha. Hả? Bà nói đi. Hả? Cái gì? Cái tay của ông kìa. Cái tay tôi lấy ra được rồi. Chứ hồi nãy cái tay tôi á nằm ở trong đây nè. Ủa, Dương ra sao có tới đây giờ này vậy? Trời bắt đầu trở lạnh. Con đem cho cô mấy cái áo ấm và ít đồ ăn. Trời lạnh, bệnh lao lưng của cô dễ tái phát lắm. Cô cảm ơn con nha. Nhờ mấy chai rượu thuốc mà con đưa, cô sức thường xuyên nên bữa nay á cái lưng cô cũng đỡ đau nhiều rồi. Chứ cô đừng có ngồi nhiều. Ngồi nhiều bệnh nặng hơn, khó chữa lắm. Cái nghề đan lát của cô mà không ngồi sao được con. Cô phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ có một mình cô ở nhà, cô phải bảo trọng mới được. Trên Trang nè, mai mốt á con cũng đừng có qua đây thường nữa. Lỡ chồng con hay là gia đình bên đó nhìn thấy lại dị nghị rồi nặng nhẹ với con, cô đau lòng lắm. Anh ta đi ăn dỗ trên huyện tới tối khuya mới về. Cô đừng có lo lắng, không sao đâu. Cô nhắc chừng con vậy đó. Dù sao bây giờ con cũng là vợ của người ta rồi. Lỡ chồng con biết con thường xuyên tới lui nhà người yêu cũ như vậy, nó không để yên cho con đâu. Sống như người chồng tính khí thất thường, con khổ sở lắm cô à. Nhưng chắc con mắc nợ người ta nên con phải trả. Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng. Tự lấy chồng giàu được nhờ tấm thân, ai ngờ lấy phải thằng chồng bủng xỉn keo kiệt. Cô thấy con làm lụng cực khổ còn hơn con ở nữa. Con thương con quá. Con không sao đâu cô à. Mà sao anh xin đi lâu quá cô hả?
Nó quyết chí lên kinh thành học hành, chừng nào công thành danh toại mới trở về. Anh ấy đi hơn 2 năm rồi. Chị Tư ơi, chị Tư có tin vui, chị Tư ơi. Ủa? Tin vui. Tin gì vậy chú? Ừ. Sao cô qua đây nữa? Chồng cô biết được á là lớn chuyện đó nha. Tôi cũng kêu nó phải về chừng rồi, mai mốt nó không có thường xuyên qua đây nữa đâu. Mà tin vui gì vậy chú? Quan Tăng Trạng họ Đào là thằng Đào xinh đó, là cháu của chị đó. Bây giờ chị là cô của Quan Trạng rồi. Đào xinh nó về. Đào xinh nó về rồi Vân Trang à. Ủa mà sao chú biết vậy? Cả làng mình tiếp đón rình rang ngoài đầu làng kìa. Thôi mình mang ra đón Đào xinh đi con. Đi đi chị. Thưa cô, con về. Ủa con về nè Vân Trang. Mày, cho cổ về đi. Chồng cổ cọc cằn nóng tánh lắm, rồi biết cổ ở đây lớn chuyện đó chị à. Mà dù sao á, chuyện á cũng đã an bài rồi chị. Xin chúc mừng Quan Trạng. Dạ. Tôi xin phép Quan Trạng tôi về. Dạ. Cô Diệp. Uống nước chưa ta? Dạ, cảm ơn cô. Bà con tới chia vui với con về hết rồi, sao con không vô trong nhà nghỉ ngơi đi? Con không thấy mệt cô à? Lâu lâu con về nhà, con muốn được ngồi đây nói chuyện với cô. Cô nè, con đi xa cô 2 năm để ăn học, để cô ở nhà con một mình, con bất hiếu quá. Con đừng có nghĩ vậy mà. Con đỗ đạt như vậy là coi như đã đền đáp ơn cho cô rồi. Thiệt, cô không ngờ có ngày hôm nay đâu con à. Cô, bây giờ con về đây với cô rồi, cô nên vui chứ. Con hứa với con là con không được buồn nha. Cô vui mà. Dạ. Con đã làm rạng danh cho dòng họ Đào. Từ bây giờ không ai dám cười chê cô cháu mình nghèo hèn nữa. Dạ. Chính cái nghèo là động lực để con đi ăn học. Con không muốn bất cứ ai xem thường và khinh khi con. Dân Trang nó biết con thành danh, nó mừng lắm đó. Tội nghiệp, dù đã có chồng rồi nhưng mà nó vẫn thường xuyên lui tới đây giúp đỡ tiền bạc cho cô. Bởi vậy cô mới đỡ cực hơn đó chứ. Dạ. Cô nhắc con mới nhớ, con cũng rất nôn nóng biết tin của cô. Cô kể cho con nghe vì sao Vân Trang lại lấy chồng với cô. Cha mẹ ép gả nó cho thằng con trai nhà giàu. Nó là đứa có hiếu nên đâu dám cãi lời. Với lại cha nó cũng đã chê cô cháu mình nghèo hèn, đâu có chịu gả nó cho con đâu. Nó cũng đâu còn hy vọng gì nữa. Trên đường Vinh Quy về đây, con cứ nghĩ cha mẹ con sẽ vui vẻ và gả cổ cho con. Cũng hối hận những lời nói khinh khi trước đây, mà bây giờ muộn rồi. Tất cả là duyên số thôi con à. Thôi đừng có buồn nữa. Để cô vô lo cơm nước nha. Nãy giờ quên, chắc là con cũng đói bụng lắm rồi hả? Dạ, cô nhắc con mới nhớ, lâu quá rồi con chưa được thưởng thức những món cô nấu. Con mệt thì vô nghỉ ngơi đi, cô nấu nhanh lắm. Dạ. Đào xin nè. Dạ, chuyện gì cô? Bây giờ Vân Trang nó đã có cuộc sống riêng rồi, con đừng có đi tìm nó, đừng làm nó đau khổ nữa nha. Dạ, con biết rồi cô. Dừng lại.
Vân Trang. Chào Quang Trạng. Trưa nắng như vậy em đi đâu vậy? Em ăn cơm cho chồng em. Anh muốn qua thăm em lâu lắm rồi, nhưng ngày chồng em nghi ngờ nên thôi. Em đừng có trách anh vô tình với Vân Trang. Em biết thân phận em là gái đâu có chồng, chính em là người quên lời hẹn ước nên không dám trách hờn ai hết. Mong anh đừng bận tâm. Em đừng có nói như vậy. Anh biết em có nỗi khổ tâm riêng mà. Anh không có trách em. Anh chỉ mong em được hạnh phúc. Anh hiểu được nỗi lòng của em là em mãn nguyện rồi. Thôi em chào anh. Em phải đi để trễ giờ. Vân Trang. Cậu ơi, cậu. Ủa, sao mày nói mày về rồi mà còn chạy ngược ở đây làm gì? Dạ, thì con về con đi công việc cho cậu. Con mới thấy mợ á, đang nói chuyện với Quan Trạng. Con chạy đây, con báo cho cậu nè, thấy con ngoan không? Thôi nhiều chuyện quá đi, về lo công chuyện đi. Dạ. Con lên huyện với bà đó. Dạ, thì đương nhiên rồi. Con báo cậu xong thì con phải về đi công chuyện cậu, thấy con ngoan không? Ừ, ngoan, thôi đi về đi. Dạ. Đó đi. Em dọn xong rồi. Để đó đi. Mình sao vậy? Cô đừng hòng qua mặt tôi. Cô tưởng là tôi có biết chuyện gì hả? Có chuyện gì thì mình cứ nói ra đi. Đừng có nóng giận như vậy không tốt đâu. Cô là vợ tôi, dám tư tưởng người khác hả? Cô đừng tưởng tôi không biết. Lúc trước cô và hắn quen nhau, mà tại vì hắn nghèo cho nên gia đình cô không gả cô chẳng. Nhưng bây giờ em đã là vợ mình rồi, em không có còn luyến tiếc chuyện xưa nữa. Mình đừng có nghĩ oan cho em. Oan hả? Ai nói cho cô? Cô đừng tưởng tôi không thấy. Cô và hắn đứng tự tùm lên kia kìa. Đúng là con vợ lăng loạn. Mình không được quyền nói em như vậy. Em chỉ tình cờ gặp anh ấy trên đường thôi. Tình cờ? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Dám trả treo hả? Hả? Đúng rồi. Bây giờ hắn là Quan Trạng, vừa có chức vừa có quyền, nên tôi muốn hắn cái gì? Rồi đó. Thế cho cô hắn biết thế nào là vợ, thế nào là chồng nghe chưa? Hả? Biết không hả? 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 Đứng lên. Mày đừng làm bộ làm tích. Mày đứng lên coi. Tính đơn giả hả? Hả? Nè, cha bộ hả mày? Dậy đi. Dậy. Mày nghe tao nói không hả? Nhân Trang à? Nhân Trang. Nhân Trang à? Sao rồi? Cô đừng có làm cô sợ nha. Là tin đồn thôi phải không cô?
Không phải trừng phạt không cô? Không đâu. Đúng rồi con à. Nhưng Trang chết rồi. Chết? Chết. Tại sao chết đó cô? Mới hồi trưa cô còn gặp cô ấy, cô còn nói chuyện với cổ mà. Nghe nói nó đem cơm ra rượu cho chồng nó xong về tới nhà thì bị trúng gió chết rồi con à. Không thể nào, cô phải qua giếng cô ấy. Đạo sinh, con hãy đi con à. Bây giờ gia đình người ta đang lộn xộn lắm, con tới đó thiên hạ sẽ dị nghị đó, không nên đâu con. Vậy bây giờ con phải làm sao hả cô? Con cứ bình tĩnh đi, đợi vài ngày nữa ra mộ đốt nhang cho nó cũng được mà. Cậu, hôm nay là giỗ đầu của mợ, sao mình không cúng ở nhà mà đem vô chùa cúng đi cậu? Mợ mày chết trẻ quá, cho nên á đem đi cúng á để cầu siêu luôn. Dạ. Vậy thôi cũng hỏi nữa. Dạ. Với lại con hiểu rồi, đem vô chùa cúng tốn con mầm trái cây à, vậy cho đỡ tốn kém hả cậu ha? Chuyện vậy mày nghĩ được hả? Hả? Mày không thấy sao? Đang mùa gặt lúa, có ai rảnh đâu mà bày biện để cúng kiến ở nhà? Dạ, con hiểu rồi. Nhưng mà con thắc mắc, tại sao chùa ở gần nhà mình không cúng? Đi cúng cái chùa gì mà xa lơ xa lắc vậy? Đi mẫu chân muốn chết à? Tao cũng thắc mắc nữa. Mày ăn uống như người ta thôi mà càng lúc mày càng nhiều chuyện đó. Đi về. Dạ. Cậu. Đúng là mợ đó cậu. Biết rồi. Thôi mày về lo chuyện nhà đi, chuyện để tao lo. Mà ngày có mà vậy? Thấy cái gì? Thấy cái gì? Không thấy gì hết. Mày giỡn mặt hả? Mày tin tao đạp xuống mương mày. Con mày áo ghét. Không thấy gì hết ta. Gia chủ ơi, gia chủ. Sao à, đào từ sáng tới giờ mà không thấy gì hết trơn á chủ ơi.
vì quan đầu sinh là quan đương nhiệm của làng kế bên là liên quan tới vụ án này, trong khi vụ án này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Về cảm phiền quan đầu sinh hãy ngồi chờ tao phân xử. Linh, dạ. Mang ghế mời quan ngồi. Anh Hiền kia. Dạ. Anh kiện quan đầu sinh quyến rũ vợ của anh. Mọi chuyện như thế nào phải khai báo cho ta được rõ. Dạ, thưa quan lớn. Dân Trang á, đích thị là vợ của tôi, có cưới xin đàng hoàng, hai bên đều biết rõ. Cách đây một năm á, cô bị cảm mạo rồi đột ngột qua đời. Tôi có đem cô chôn cất ở sau vườn. Cách đây vài hôm, tôi đi chùa ở làng kế bên thì phát hiện dân Trang còn sống. Tôi âm thầm tìm hiểu mới biết bây giờ cô ấy là vợ của quan đầu sinh. Vậy là sao? Tôi mong quan xem xét đòi lại công bằng cho tôi. Vô lý. Sao lại có chuyện một người đã chết bây giờ lại đang quỳ ở đây? Anh có biết là nói săn nói bậy xúc phạm quan đương triều tội rất nặng, anh biết không? Dạ thưa quan, chắc chắn dân Trang là vợ con. Con mong quan xét xử bắt hắn về tội quyến rũ vợ người khác. Trang thị kia, hãy cho tao biết cô có phải là vợ của anh Hiền đây không? Dạ thưa quan lớn, lúc con chưa chết con là vợ của anh ta, nhưng anh ta đã thờ cúng con một năm nay. Đức thị con đã chết rồi ạ. Chưa chết là như thế nào? Mà đã chết rồi thì tại sao cô lại còn quỳ ở đây? Mọi chuyện như thế nào hãy khai báo cho ta được rõ. Dạ bẩm quan, có một người biết rõ sự việc này, ông ấy sẽ cho quan biết rõ đầu đuôi chân tướng. Một người biết rõ chuyện này sao? Vậy ông hãy cho mau đầu người đó tới đây. Người đâu? Dẫn chú Diệp vào đây. Dạ, Thảo Dân tên Diệp, xin quan trên dạy bảo. Anh Diệp kia, anh có biết người phụ nữ này là ai không? Dạ biết, đây là cô Dân Trang, mà trước kia là vợ của anh Hiền đây ạ. Vậy tại sao anh Hiền đã khai báo là vợ hắn là mất cách đây hơn một năm vì bị cảm mạo, mà người đã chết rồi thì tại sao lại còn quỳ ở đây? Dạ, đáng lẽ cô ta đã chết. Hả? Có gì động đậy vậy? Dân Trang à, cô không ngờ con lại xấu số như vậy. Con mang tỉnh lại đi con. Ai đó? Diệp, Diệp, Diệp.
Cô ấy chưa tỉnh hả chị? Mai mà Đào Sinh biết chút y thuật nên cứu nó qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ Đào Sinh nó đi hút thuốc. Cầu trời Phật cho nó tai qua nạn khỏi. Chắc là số cổ chưa có tới nên em mới phát hiện kịp thời. Bạn chồng của cổ á cũng đào rồi chôn lấp mà nhanh lắm, làm ẩu lắm. Nên em á mới cứu cổ được á chứ. Nếu không á là cổ ra người thiên cổ luôn rồi. Không ngờ thằng đó lại mất nhân tính như vậy. À, chú đi dò la tình hình sao rồi? Hiện giờ á, nhà bên đó làm đám rùm beng lắm. Mà lập mộ ngay cái chỗ mà chôn xác á, chứ không có đem về nhà. Tên bất nhân đó làm sao dám đem xác về nhà chứ. Ờ, mà nó có nghi ngờ gì không? Chắc là không đâu. Cái lúc mà em cứu cô Văn Trang á, rồi em đắp lại cái mộ chỗ đó y chang vậy à, chứ không có mắc dấu vết gì đâu. Nên nó không biết gì hết á, nó không có nghi đâu. Nhưng mà chị, sao tự nhiên cổ xinh đẹp vậy mà chồng cổ chôn sống cổ vậy? Chuyện này phải đợi Dân Trang tỉnh lại thì chúng ta mới biết rõ mọi chuyện. À, còn thằng Hiền nó nói với mọi người sao? Thằng đó nó đi nói với mọi người là vợ nó trúng gió chết bất đắc kỳ tử, phải chôn liền không để được. Vậy á, đúng là hắn có giả tâm muốn giết vợ rồi nên mới làm như vậy. Dân Trang tỉnh chưa cô? Sắc mặt thì thấy hồng hào đó, nhưng mà sao vẫn chưa tỉnh nữa? Không sao đâu cô. Cô cứ xác thuốc này giùm con, rồi đổ vào miệng cô ấy. Có thuốc vào, cô ấy nhanh tỉnh lắm. Dân Trang à, con đang uống hết chén thuốc này đi nha. Dân Trang, con đang tỉnh hay mơ? Con đang ở đâu đây? Con tỉnh rồi, con sống lại rồi. Chú Diệp ơi, Đào Sinh ơi. Gì vậy? Điều gì vậy cô? Dân Trang tỉnh rồi kìa. Hả? Dân Trang, em tỉnh rồi. Anh lo cho em quá. Đạo Sinh, con làm gì đi chứ? Con phải cứu Dân Trang đi, đừng để cô ấy quay về nhà chồng cô ấy. Nhưng chồng ấy rất là ác. Đúng rồi đó, Dân Trang đã bị chồng nó chôn sống, coi như đã chết rồi. Còn con cứu được một Dân Trang hoàn toàn mới. Con hãy đem nó đi nơi khác đi, tránh xa kẻ bạc ác kia đi con à. Dạ, chắc cô ấy chưa tới số nên tôi đến kịp thời. Tại tên Hiền mới đắp lắc sơ sơ thôi để che mắt mọi người nên tôi mới cứu kịp. Nếu không á là cổ ra người thiên cổ rồi ạ. Trang Thị, tại sao chồng cô lại cố ý giết cô? Anh Hiền tính tình nóng nảy, hễ chuyện gì không vừa ý là anh nổi giận đánh con, không cần biết đúng sai. Còn sự việc hôm đó, chỉ vì nhìn thấy con đứng nói chuyện với anh Đạo Sinh trên đường làng nên anh ấy mới nổi giận, xuống tay đánh con té chết giấc à. Vì sao cô và Quan Đạo Sinh lại gặp nhau? Khi con đem cơm ra ruộng thì gặp anh Đạo Sinh. Anh ấy dừng lại chỉ để hỏi thăm thôi ạ. Sau khi cô qua được tai nạn này, mọi chuyện tiếp diễn như thế nào? Dạ thưa quan, con như người chết đi sống lại. Nếu Đạo Sinh không cho con tá túc thì con cũng sẽ bỏ đi thật xa, vì con quá sợ hãi khi sống chung với người chồng độc ác, nhẫn tâm giết chết vợ mình. Vì thương cho thân phận của Dân Trang nên tôi đem nàng về Vinh để kết nghĩa phu thê, không cứ hỏi gì cả, để Dân Trang thoát khỏi tay người chồng bạc ác kia. Dạ thưa quan, con thật sự là không cố tình giết vợ con đâu, mong quan xem xét à. Im miệng, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mặc dù ngươi không cố tình giết người, nhưng khi thấy vợ ngươi bất tỉnh, ngươi không kịp thời cứu chữa lại mang đi chôn sống như vậy, hành động đó chứng tỏ ngươi đã mất hết tính người, tàn ác hơn kẻ giết người gấp bội.
ta phải trừng trị ngươi thật thích đáng để làm gương cho kẻ khác. Lính! Dám vào ngục! Quang à! Quang à! Còn Đào Sinh, ngươi đã có công cứu Trang Thị thoát khỏi kiếp nạn. Giá lại hai người cũng đã quen biết và có ân tình từ trước, nên hai người đến với nhau mà không mang tội gì. Bãi Châu! Mai kiếm con. Mày làm lố quá à. Nè, nghe bà hỏi nè. Dạ, nghe nè bà hỏi đi. Thì mày phải nghe người ta hỏi cái gì mày, thì mày mới biết người ta hỏi cái gì. Hiểu không con? Thì con nghe con mới hiểu. Nè, bây giờ nè, bà mới hỏi con nè. Có phải á, là con ở cùng làng với lại thằng ngốc con của ông bà Ngết đúng không? Dạ đúng rồi. Không những cùng làng mà còn cùng xóm. Mà nhà thằng ngốc kế bên nhà con nữa đó. Vậy thì con có biết tại làm sao mà thiên hạ người ta gọi nó là thằng ngốc không? Trời ơi, chuyện gì, chuyện đó dễ ẹt à. Tại vì nó ngốc y chang như là cha nó, ông Ngết vậy đó. Nên người trong làng á gọi nó là ngốc. Mà ngốc có nghĩa là ngu ngốc. Bà hiểu không? Hiểu không? Ông hiểu không? Hiểu. Ngủ số. Dạ. Ý là mày nói tao ngu không hiểu chứ gì? Dạ có đâu, tại con lỡ miệng thôi mà. Thôi bà đừng có hỏi nữa, để tôi hỏi cho nó lẹ. Nè, sao mày lại biết bé lớn thương thằng ngốc mà thằng ngốc có thương bé lớn hay không? Tụi nó có hẹn hò với nhau hay không? Mà tụi nó đã hẹn hò ở đâu? Vào cái giấc nào trong ngày mày nói cho ông bà nghe coi. Trời ơi, cái chuyện đó hả, ly kỳ hấp dẫn lắm. Con theo rình mỗi ngày nè. Cái chỗ đó rất là thơ mộng, lãng mạn. Và đặc biệt nha, cực kỳ vắng vẻ. Là chỗ nào vậy con? Chỗ mấy đứa nít ở chuồng tắm á. Trời đất ơi, mày nói có trúng không mày? Hết chỗ hẹn hay sao mà hẹn ở mấy cái chỗ mà con nít ở chuồng nó tắm là sao? Chỗ đó mới là thơ mộng á. Mà con nói thiệt nha, thằng ngốc á, nó cũng ngốc y chang như con vậy á. Nên ông bà đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ông bà hiểu không? Hiểu không? Bà hiểu không? Ông hiểu. Con biết con lỡ miệng rồi. Thôi con đi phơi lúa nha. Con đi nha. Ê khoan, cúi xuống. Con bị dính hả? Cái tập lỡ miệng này con, đi mày. Trời đất ơi, không biết thằng này nó có nói thiệt hay không. Nói chuyện khó hiểu mà khó tin quá. Khó tin cái gì? Thì bây giờ nó đã nói là nó ở kế bên nhà thằng ngốc. Nó đã nói như vậy thì ông cứ tin như vậy đi. Thắc mắc làm cái gì, hiểu không? Lên đây một chút. Nó quay trái một chút. Có phải? Để coi, để xuống đi. Mà về cục đá rồi mới đi qua. Nó ngốc mà. Chưa chắc đâu. Nếu ngốc, tại sao cô bé lớn lại thương chú ngốc? Hai người sắp làm đám cưới rồi đó biết không? Hay là tụi mình thử lần nữa coi. Chú và chú, trời nóng mà ra bờ sông tắm với tụi con cho mát nha. Lại đây. Chú nói cho mình con nghe thôi nha. Dạ. Đừng nói cho ai biết nha. Cũng đừng có nói cho mấy đứa đó biết nha. Nha. Hôm nay á, chú có hẹn với cô bé lớn rồi, không có đi tắm sông được. Có hẹn với cô bé lớn.
Vậy cô bé lớn có biết lội không? Cô bé lớn hả? Cô bé lớn lội giỏi lắm á. Biết lội. Còn chú có biết lội không? Đừng nói cho tụi nó nghe nha, mắc cỡ lắm á. Chú không có biết lội. Không biết lội. Chú ơi, mà chú nói chú thương cô bé lớn lắm mà. Rủi cô bé lớn té xuống sông, chú không biết lội, làm sao mà chú cứu cô bé lớn được. Đúng rồi đó. Nè, tụi con mới bắt mấy con chuồn chuồn. Chú đi với tụi con ra bờ sông, cho chuồn chuồn nó cắn cái rúng của chú là chú biết lội liền à. Chuồn chuồn cắn rúng biết lội thiệt hả? Chuồn chuồn cắn rút miết lội thiệt hả? Dạ. Vậy thì chú cho cắn liền. Chú chuẩn bị chưa? Chú chuẩn bị rồi. Ôi mà, cho chuồn chuồn cắn là biết bơi thiệt hả? Dạ, con nghe người ta nói như vậy á. Mà có đau không vậy? Dạ không, chị nhột nhột chút thôi. Cắn đi, cho nó cắn đi. Vậy là chú biết bơi rồi đó. Ủa, thiệt hả? Có vậy thôi là chú biết bơi rồi đó hả? Dạ. Vậy, chú nhảy xuống đi. Không biết lội á, lỡ bé lớn té xuống sông á, ngốc không có cứu được bé lớn. Tụi nhỏ nó còn nói á, cho con chuồn chuồn cắn cái đúng là biết lội liền à. Ngốc thương bé lớn mới chịu cho con chuồn chuồn cắn đừng cứu bé lớn nè. Trời ơi là trời, mà tôi có té xuống dưới sông hồi nào đâu trời. Chuyện vậy mà cũng làm nữa. Mấy đứa nhỏ nó chọc, nó giỡn chơi vậy mà cũng làm nữa hả? Rồi nó kêu chuồn chuồn cắn rúng cũng cho cắn luôn, rồi nó kêu nhảy xuống sông cũng cho nhảy luôn. Ai mà biết, tưởng cho chuồn chuồn cắn rúng là biết lội liền, ai giờ nhảy xuống sông uống nước thấy bà luôn à. Ngốc phải biết lội, chẳng chừng nào á bé lớn té xuống sông ngốc mới cứu bé lớn được chứ. Ngốc thương bé lớn lắm mà. Bé lớn cũng thương anh Ngốc nữa, thương lắm lắm luôn á. Nhưng mà anh Ngốc á, mốt Ngốc phải khôn ra nghe không? Làm sao khôn được? Thì cái gì mình không biết á thì mình hỏi.
Mà em nói thiệt nha, làm như em thấy là không phải là anh ngốc ngốc đâu, mà là tại vì anh ngốc thiệt thà quá. Chắc vậy quá à. Ngốc thiệt thà lắm. Quay mặt qua đây tôi biểu coi. Từ ra về sau là không được giỡn với chú ngốc như vậy nữa nghe không? Dạ. Con nít á là phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời người lớn, nghe không? Dạ. Con xin lỗi cô chú. Từ ngày này nữa đâu, con không dám làm nữa. Giỏi. Bây giờ đi chơi đi. Nhanh. Ba Lân, đỡ ngốc dậy đi. Ba Lân, Ba Lân, đỡ ngốc dậy đây. Ba Lân, à, chuyện hôn sự của đôi trẻ thì đợi vợ chồng tôi lựa được ngày lành tháng tốt rồi sẽ qua báo anh chị biết sau nha. Dạ, xin kiếu anh chị. Dạ, xin kiếu à. Dạ, dạ, vợ chồng tôi xin phép anh chị, vợ chồng tôi về. Dạ, dạ, dạ. 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 Dạ, dạ, dạ. Linh! Bộ vui lắm hay sao mà cười? Vui. Bận đồ gì đâu mà không thấy tay vậy đâu. Cái gớm. Giận cá kém thớt. Sao con nhỏ đó nó cứ khăng khăng đòi lấy cái thằng quỷ đó, tôi mới tức chứ. Tôi đành phải ngậm bồ hòn, gật đầu mà đồng ý. Ông à, tụi nó quen nhau á cũng được 3-4 năm rồi, mà tụi nó hẹn hò nhau á ở chỗ cái bờ sông vắng hoe, không có bóng người qua lại. Bây giờ con mình không chịu thằng ngốc thì chịu ai bây giờ? Tôi nói rồi đó nha, con gái của bà có số lấy chồng thằng ngốc là tại nó, chứ đừng có đổ thừa tôi à nghe. Sao mà khó tính quá à. Bây giờ con của mình đã lớn rồi, phải cho lấy chồng, chẳng lẽ để nó ở giá hả? Với lại á, ông phải nên vui đi. Tôi thấy thằng ngốc á, nó đâu có ngốc đâu ông, mà nó thiệt thà chất phác. Trời ơi, con gái mình lấy được nó là mình cũng mừng rồi. Tôi với ông bây giờ đã già cả rồi, sống nay chết mai, biết đâu bây giờ ông đang nói chuyện tôi nè, lát ông đứng dậy em giải đành đạch em chết thì sao? Ý tôi nói là mình sống chết mình không có ngờ được. Bây giờ mình thấy con gái mình thành thân vậy rồi, mình phải vui chứ ông. Vui vui cái con khỉ. Bà biết một mà không biết 11. Ở làng của mình đây nè, có ông thầy khóa, ông vừa giàu sang, thông minh, chữ nghĩa đầy bụng. Tại sao con gái mình không ưng cái ông khóa đó, mà trong cái ông khóa lại ưng con gái mình á? Thiệt, mỗi lần mà nghĩ tới thầy khóa tôi tiếc đức rồi. Buồn ơi là buồn. Ông à, ông đã nhận lễ trầu ca của cha mẹ của thằng ngốc rồi, bây giờ ông cứ thẳng một đường mà đi đi, ngó nghiêng ngó lui làm gì vậy? Đúng không? Con sao vậy? Nãy giờ mẹ cằn nhằn con mà con không trả lời, mà cứ thẫn thờ như vậy, có chuyện gì không? Con mệt quá, sao con trả lời mẹ nổi. Sao mệt? Nói mẹ nghe coi. Thì ở bên nhà bển á, cái gì chồng con cũng không biết hết trơn á. Rồi cái gì con cũng phải nói, cái gì con cũng la. Con la riết mà giờ con đâu còn sức đâu con nói cho mẹ nghe. Thì cũng tại con, trước đây á, con có 1-2 đòi lấy thằng ngốc. Bây giờ con than thở gì, phải ráng chịu thôi. Thì con đồng ý là con đòi lấy anh ngốc thiệt, nhưng con đâu có nghĩ là anh ngốc tới nước như vậy đâu. Cái gì anh cũng hỏi con riết con cũng khùng luôn á. Ủa sao giờ mẹ mới nghe con nói? Lúc trước ở bên nó chầm chập mà. Mẹ biết sao không? Lúc trước á, cha mẹ anh còn sống thì anh còn hỏi được người này hỏi được người nọ, còn bây giờ còn có một mình con hả, cho nên cái gì anh cũng hỏi con hết. Mẹ nghĩ vậy á là con có phước đó. Bởi vì sao? Bởi vì á, con đã lấy được thằng chồng thiệt thà chất phác. Con nói sao á
nó cũng nghe theo con, mà con muốn làm gì á cũng tùy ý con, như vậy sướng quá rồi, chẳng bù với mẹ đó. Con thấy ông cha của con khôn quá à, mẹ nói cái gì á cũng cãi lời mẹ, mẹ nghĩ mẹ mới là người khổ còn con là người sướng đó. Không dám đâu mẹ ơi, con là con muốn lấy chồng chứ con có muốn lấy vợ đâu. Riết rồi con thấy con giống như là làm chồng vậy, con không nói chuyện với mẹ nữa hả. Cái con này thiệt tình có phước không biết thương. Dạ con chào bác. À, dạ chào thầy khóa. Dạ. Thầy tìm nhà tôi hả? Dạ nhà tôi đi ra ngoài chưa có về. Dạ à, dạ thưa bác, con có một cây sâm nhiều năm muốn gửi biếu cho bác trai để bác trai bồi bổ sức khỏe. Dạ. Dạ con cũng có vài sắp tơ lụa thượng hạng để gửi biếu cho bác gái. Trời ơi thầy à, thầy làm vợ chồng tôi thiệt là ngại quá. Con gái nhà tôi á đã lấy chồng mấy năm nay rồi mà thầy vẫn lui tới nhà này rồi biếu xén quà cáp toàn là những thứ quý giá không à. Thiệt vợ chồng tôi hết sức là ngại gì đó. Dạ thưa bác gái, đó là tấm lòng của con đối với hai bác, còn tình cảm của con với bé lớn á thì không bao giờ thay đổi. Dạ xin bác đừng có áy náy mà con mang tội, bác cứ coi con như là con cháu trong nhà đi ạ. À, nhà tôi về. Chà, chàng rể Hụt tới thăm ông già vợ Hụt đây mà. Dạ, con chào bác. Ừ, thôi, nhân dịp này con ở lại đặng hai cha con Hụt của mình uống rượu bữa nha. Dạ, cha đã nói thì phận làm con không dám cãi à. Dạ. Ngồi đi con. Dạ, dạ con mời. Ngốc. Tôi có một cái chuyện này tôi muốn nói với anh. Từ nào tới giờ tôi ở trong cái nhà này á, tôi cũng làm vừa lòng cha mẹ, không làm phật ý ai hết. Nay cha mẹ mất rồi thì thôi anh cho phép tôi nói thẳng nghe. Nếu như mà anh mà cứ ngốc vậy hoài á thì thôi anh cho phép tôi được đi về nhà bên cha mẹ ruột của tôi ở nghe anh ngốc. Vậy cũng được. Trời ơi. Tôi nói cho anh biết luôn nè, tôi có một người khác bây giờ đòi cưới tôi nè, anh thấy làm sao? Vậy cũng im trời. Trời ơi. Trời ơi là trời, Ngọc ơi là Ngọc ơi. Tôi đi lấy chồng khác mà anh cũng chịu nữa hả? Chứ tôi biết làm sao bây giờ. Bây giờ như vậy, bây giờ tôi hỏi một cái chuyện cũ nha. Hồi lúc trước á, mấy đứa con nít có một lần nó thấy anh đi từ đằng xa rồi nó mới muốn chọc anh, nó lấy cục đá nó để ở giữa đường vậy nè. Tại sao anh đi tới anh thấy cục đá, anh mở cái chân anh bước qua cái cục đá mà anh cầm cục đá anh bỏ vô lề đường, tại sao vậy? Thì ngốc đem cục đá vô đường lỡ người ta dấp té rồi sao? Làm người làm vậy coi sao được. Trời ơi, có cái gì đâu mà coi không được. Người ta dắt té thì hay kệ người ta, đâu có liên quan gì tới mình. Trời ơi là ngốc ơi, làm sao mà anh ngốc dữ vậy? Sao mà tôi có thể ở được với một người chồng như vậy á trời. Bây giờ vậy, tôi nói rồi nghe, anh mà cứ vậy hoài á là tôi đi về nhà cha mẹ ruột tôi ở á. Mà lỡ như tôi có lấy chồng khác thì anh cũng đừng buồn tôi nghe. Vậy cũng im trời. Trời ơi, vậy cũng chịu được nữa hả? Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi liền. Hết sức rồi. Ngốc ơi, Ngốc. Ngốc ơi, mày cho bà hỏi coi vợ mày đi đâu vậy Ngốc? Nó nói còn ngốc quá, nó về nhà cha mẹ ruột nó luôn rồi. Trời ơi, còn ngốc thiệt á. Con mà để con bé lớn á về bên nhà của ông Côn á, rồi ổng to nhỏ rồi ổng làm đám cưới với thầy khóa cho mà coi. Thầy khóa á hả, ổng giàu có mà học giỏi, chữ nghĩa của ổng á hả một bụng đó. Mà ông thầy khóa hả, ổng thương con bé lớn á lâu rồi, mà ông Côn á thì ổng lại tham tiền, thế nào ổng cũng nói vô á cho con bé lớn á ưng ông thầy khóa, ổng mới vừa lòng đó. Kệ bé lớn đi, nó tham tiền thì cho nó theo thầy khóa luôn đi. Ê trời ơi là trời, sao mày ngốc quá vậy? Vợ mày á đi cưới chồng khác á mà mày á hả kệ hả? Nó mà đi á hả là mày mất vợ luôn á. Mất vợ là
đi luôn không về hả bà? Chứ còn gì nữa. Con không chịu mất vợ luôn đâu. Bây giờ con làm sao hả bà? Bây giờ con ngốc, con đi ra ngoài đường đi. Người ta nói á, đi ra một ngày đàn thì học một sàng côn. Nếu như con còn thương vợ con á thì con mau đi học côn để mà chạy đi cứu vợ con đi ngốc. Phải rồi, con phải đi học khôn để cứu nó ra khỏi tai thị khóa háo sắc kia. Hay là con đi kiện quan trên nha bà. Trời ơi, ai cũng nói con á, nếu mà có đi thưa kiện á thì làm không có lợi ai đâu. Con nghe lời bà, con phải đi học khôn đi ngốc ơi. Vậy con đi liền, cảm ơn bà. Ừ, mau đi. Hên nang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Hên nang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Hên thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Hay quá. Hên nang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thập kho lo cũng chết. Thập kho lo cũng chết. Thập kho lo cũng chết. Hay. Thập kho lo cũng chết. Thên thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thượng đèn tích thủy, hạ đèn khang. 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 Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thập thò lo cũng chết. Hay quá. Thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thênh thang ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Hay. Thôi, cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mình về. Đừng qua sớm. Cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Cơm rượu no sai rồi, xin phép bạn mai lên quan sớm. Thay mặt cho gia đình cảm ơn tất cả bà con cô bác đã tới đây dự buổi tiệc cưới của con gái lần thứ hai. Dạ không phải, dạ lần một. Dạ phải, lần đầu. Dạ. Mời con. Dạ, bác. Con mời mấy bác. Dạ chúng tôi nâng ly. À dạ nâng ly. Dạ. Dạ xin mời. Xin mời mình nâng đũa. Dạ cảm ơn con rể. Ông bà ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỗ người ta ăn mày làm gì vậy? Đi vô. Nhìn ra ngoài sân kìa. Tôi tới đây làm chi vậy Trần? Thênh thang ngồi dưới cỏ xanh còn hơn ngồi trên chiếu hoa. Ngốc. Vô đây nè ngốc.
ơi. Kệ. Vô miệng. Dạ. Cúi đầu xuống. Dạ. Ngu. Mày kêu nó vô làm gì? Hả? Đi vô làm việc. Đi. Dạ. Thập thò. Lo cũng chết. Cái gì cười? Đúng là cạc ngàn nó cạc gốc. Hôm nay á, vợ của nó đi lấy chồng đi. Gì mà nó cũng dát cái mặt tới đây để bạn. Mà thấy nào nó không biết nhục nhã là cái gì. Bởi vì tao nói, tôi gả con bé lớn á, cho thầy khóa đúng là sáng suốt. Bà thấy đúng không? Sáng suốt. Nè, nhưng mà thằng ngốc á, nó đi qua đi lại cái kiểu này hoài á, không có ổn đâu. Đã vậy á, nó còn nói nhảm nữa. Ông nhìn kìa, đó, bà con đó đang sầm xì bàn tán gia đình mình kìa. Họ nói lét, bên này nè, cái bảo vàng á, bà đang nói lét mình đó. Vậy giờ phải làm sao? Bây giờ mình mời thằng ngốc vô ăn tiệc luôn đi. Phải làm vậy đó, như là tỏ ra vợ chồng mình rất là lịch sự, chứ không thể nào để nó đứng ngoài được. Đi, kêu vô đi. Kênh. Dạ. Mời bà con. Dạ. Chú con. Mày đi ra mời thằng ngốc vô đây. Ăn. Mời vô đây hả ông bà? Con sắp cho ngồi ngay giữa ông bà được không? Cúi đầu xuống. Ôi dạ. Ngủ. Ra biểu đó. Vô đi. Rồi á, mày nhét nó vô trong cái kia kìa, ngồi chung với cái đám gia nhân. Mày làm sao đừng có để nó ngâm thơ, đừng có nói chuyện gì hết là được rồi. Dạ con hiểu rồi. Đi. Dạ. Xin mời bà con. Ngốc. Ngốc. Mày đói bụng lắm đúng không? Đó, vô đây đi, tao cho mày ăn thoải mái luôn. Bữa nay đồ ăn quá trời luôn á. Đi vô đây. Vô đây. Tông ở đây hả? Muốn ăn thoải mái đi nha. Bà con mình nâng ly nha. Dạ. Xin mời. Rớt rượu con rể. Thượng Điền, Tích Thủy, Hạ Điền, Khang. Nói gì vậy? Nói gì Rễ Hiền? Nó nói chuyện kiểu như vậy thì nó đâu có ngốc đâu cha. Nó ngốc mà con. Mẹ với cha không nghe nó nói cái gì sao? Ý nó nói cái gì con dịch lại cho cha nghe coi. Nó nói là Thượng Điền, Tích Thủy, Hạ Điền, Khang. Là sao? Vậy? Có nghĩa là mâm trên của mình có rượu, mâm dưới của nó không có rượu. Có nghĩa là nó chửi xéo mình, nó nói cha không biết lễ nghĩa đó cha. Mâm gia nhân không có rượu. Chết cha rồi em. Đâu có, còn ngồi đây mà. Không phải cha em, mà là anh. Anh đang cưới vợ của nó. Có nghĩa là anh đang lấy vợ của nó. Là anh đã sai rồi. Đó mà kiện lên quan một cái là chết cha anh. Thôi em ở lại vui vẻ nghe. Anh dọn trước nha. Để. Đi đâu vậy? Tiệc đang vui mà con bỏ đi đâu vậy? Cha ơi cha, thằng này nó không có khờ đâu cha. Nó khôn ngầm đó cha ơi, nó chửi con. Yên tâm đi, thằng đó nó ngốc lắm. Không có ngốc đâu cha, nó kiện lên quan là chết con. Thôi con chạy trước. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Trời ơi cha ơi, nó bồi thêm một câu nữa rồi kìa cha. Là cái gì nữa con dịch ra coi. Đại mộc lưu giang bất hà cố. Nó nói con bây giờ mà không chạy là chết với nó. Không có cơ hội để chạy nữa đâu. Thôi con giọt trước nha. Đại ông ơi. Còn sao đi cha? Mẹ cái gì chết tới nơi rồi nè. Nó giả bộ ngốc nghếch thôi, chứ thật ra là nó đang bày mưu sâu kế độc gì đó. Biết đâu nó hại vợ chồng mình, nó hại gia đình mình ở tù bỏ trống thì sao? Vậy bây giờ làm sao? Làm sao tôi biết tới làm sao đây? Cơm rượu nó sai rồi. Xin phép bạn mai lên quan sớm. Hiền rể. Có chuyện gì á thì mình đóng cửa bảo nhau lên quan chi cho nó. Nè, cô bé lớn ơi. Cái cậu ngốc á, cậu không có ngốc đâu. Cậu á khôn á, và cũng nhiều chủ nghĩa lắm. Cậu á giả là bộ ngốc đó, gửi mà thử lòng cô đó thôi. Nếu như mà cô còn thương chồng á. Nè, ông bà ơi. Dạ. Hai ông bà xe duyên lại cho đôi trẻ đi. Con à,
mình là vợ chồng với nhau. Ơ không không, hai đứa con là vợ chồng với nhau thì có chuyện gì không phải mình đóng cửa, mình dạy bảo nhau chứ đừng có lo quan làm gì nghe con nha. Nói nói. Mẹ lớn. Nói đi. Dạ. Anh Ngốc ơi, anh Ngốc. Ê, hả? Ngốc đâu mà Ngốc. Chồng ơi chồng. Chồng ơi, chồng tha lỗi cho vợ nha. Ờ, bây giờ chồng đưa vợ về nhà đi. Vợ biết là chồng không có ngốc đâu. Vợ tôi biết à, mà. Tôi con cũng tha lỗi cho vợ con à. Rồi tha lỗi cho vợ chồng của cha mẹ. Cái gì? Cha mẹ à. Dù sao cha mẹ cũng già rồi. Bệnh lắm con à. Cho nên lú lẫn có làm điều gì sai thì con bỏ qua. Đừng có buồn giận cha mẹ nha. Đừng có buồn giận vợ con nha. Thôi giờ nè con kêu một tiếng vợ đi là coi như là con tha lỗi cho vợ con rồi. Kêu tiếng vợ cho cha mẹ mừng đi con. Kêu đi con. Kêu vợ đi con. Vợ con nè. Vợ. Vợ. Nó kêu rồi. Nó kêu rồi. Mời dạ, bà con rồi. Chúc mừng cho ngày vui của con gái tôi ha.